cố chính là tìm chết, ta đã đáp ứng nhiều hiếu đạo, nếu như hắn không về được, ta hộ tống bọn ngươi đến mục đích là được. Hắn vì các ngươi, cũng coi như dụng tâm, quản Phương Nghi, đưa đến mục đích liền rời chúng ta sao? Vân Cơ, có chút sự tình có lẽ người biết, có lẽ không biết, nói chúng ta lưu lại ở bên người các ngươi, đối với các ngươi không hẳn là chuyện tốt, có chút sự tình bằng năng lực của các ngươi là không chịu đựng nổi. Quản Phương Nghi, nếu như đạo gia vẫn còn, ngươi sẽ tiếp tục lưu lại đúng không? Vân Cơ kia là hai chuyện khác nhau nếu như hắn còn tất cả vấn đề đều không phải vấn đề ta sẽ được hắn che chở hắn không còn người nhìn xem các ngươi lập tức thành chó nhà có tang còn có viên cương kia ý nghĩ của ngươi và hắn không hợp một đám người vài loại ý nghĩ thiếu mất một người có thể ghép các ngươi lại có thể để các ngươi cúi đầu nghe lệch một đám người này sớm muộn gì cũng sẽ chia năm xẻ bảy đưa các ngươi đến địa phương các ngươi an toàn ta cũng nên đi hắn nói với ta mục đích chính là yêu ma lĩnh hắn nói bên kia sẽ có người chăm sóc các ngươi ý tứ của tỷ tỷ hồng nương minh bạch tỷ tỷ có thể một đường hộ tống hồng nương đã vô cùng cảm kích không dám lại cầu mong cái gì quản phương nghi cúi người cảm ơn bất quá sau đó lại thấp giọng nói đi ra sau ngọn núi bên phải bên kia có người chờ ngươi vân cơ không rõ người nào quản phương nghi ngươi đi liền biết cẩn thận một chút đừng để người phát hiện vân cơ còn muốn hỏi thêm nhưng quản phương nghi đã xoay người rời đi Vân cơ nhìn phía bên phải, do dự một lát, cuối cùng lặng yên rời đi. Đi tới mục đích, ngắm nhìn chung quanh, đột nhiên có thanh âm truyền đến. Đến rồi, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau tảng đá nhảy ra một người, nàng gặp qua, hẳn là đệ tử tử kim động phái ra hộ tống. Nhưng tiếng nói của đối phương làm nàng có chút kinh nghi bất định, quá quen thuộc. Người kia vẫy tay, dường như cảm thấy trong khe núi quá mức dễ thấy, ra hiệu nàng qua. Vân cơ do dự bất quyết, Người ở phía sau tảng đá kéo ngụy trang trên mặt xuống, lộ ra chân dung, sán lạn nở nụ cười, trừ nghiêu hữu đạo còn có thể là ai. Vân cơ cả kinh, cấp tốc nhìn chung quanh, sau đó lắc mình rơi ở bên cạnh hắn, giật mình không nhỏ nói. Người không chết, nghiêu hữu đạo cười ha ha nói. Nào có dễ dàng chết như vậy, làm sao, ngóng trông ta chết. Vân cơ đánh giá hắn liên tục, lặp đi lặp lại xác nhận. Này, này làm sao có khả năng, nghiêu hữu đạo, không có cái gì không thể, thật trăm phần trăm, người có muốn sờ một cái hay không? Vân cơ, không biết xấu hổ như thế này, hẳn là không giả được. Nghiêu hữu đạo than thở, ở trong thánh cảnh chết, là kế kim thiền thoát xác không có biện pháp, chọc ra quá nhiều sự tình, càng ngày càng dễ thấy, áp lực quá lớn, sắp không thể xoay người rồi. Vân cơ, nghe nói qua một chút, kiếm được cái kia, lại lộng chết cái này, chạy đến thánh cảnh còn dám dằn vặt, người thật là dám làm. Nghiêu hữu đạo giang hai tay ra, ta từ lâu làm ra quyết định, dù sao là người phải chết có cái gì không dám nói chung là bị cửu thánh nhìn chằm chằm chỉ có thể chết tạm thời không có dự định hiện thân trước để cho hồng nương thăm dò ý nghĩ của ngươi nếu như ngươi nguyện ý lưu lại nàng sẽ không để ngươi tới đây đã đến rồi xem ra là quyết định muốn rời khỏi vân cơ vậy bây giờ ngươi còn có thể hiện thân lộ diện sao nghiêu hữu đạo không thể trốn cả đời thời điểm nên hiện thân đương nhiên phải hiện thân đại tỷ sợ không không sợ mà nói liên lưu lại đi. vân cơn nở nụ cười. phủ thứ sử nam châu trong anh vũ đường, mông sơn minh ngồi trên xe đẩy, thương chiêu tông đứng thẳng, đều đối mặt địa đồ. ngày đêm quan tâm chiến sự của ba nước phía tây. thương chiêu tông giảng giải trạng thái nhân mã của ba nước phía tây xong, thả xuống quy chỉ huy. tình huống trước mắt là như thế. mông sơn minh, tử kim động hồi âm chưa. ngoài chiến sự, còn có rất nhiều sự vụ. tin như hữu đạo qua đời liền không nói. sự tình vệ quốc cầu viện cũng làm bên này có chút đau đầu vệ quốc không thể thu được yên quốc toàn lực giúp đỡ vậy mà đánh chủ ý tới mông sơn minh huyền vi mời mông sơn minh đi chủ trì chiến sự của vệ quốc tâm tình bên vệ quốc cũng có thể lý giải hiện tại chỉ cần là nhánh cỏ cứu mạng thì sẽ bắt đầu tiên là vừa ý năng lực chỉ huy tác chiến của mông sơn minh thứ hai là hy vọng mượn uy vọng của mông sơn minh chấn chỉnh lại sĩ khí của quân vệ nói chung hy vọng mượn mông sơn minh ngăn cơn sóng giữ mà triều đình yên quốc còn có tiêu giao cung và linh kiếm sơn đều ước gì mông sơn minh đi tử kim động đưa tin hỏi ý kiến bên này bên này hồi phục là cự tuyệt không cự tuyệt không được mông sơn minh vừa đi mặc kệ cuối cùng kết quả chiến sự như thế nào bên tề vệ đều sẽ không dễ dàng thả mông sơn minh trở về thương chiêu tông không biết xảy ra chuyện gì theo lý thuyết hẳn sớm nên trả lời kéo dài tới hiện tại chậm chạp không hồi phục lẽ nào thật muốn đáp ứng mông soái nếu thật phải ép ngài đi trận chiến này ngài có nắm chắc hay không mông sơn minh khá bất đắc dĩ binh không biết tướng tướng không biết binh ta đi lại có ích lợi gì vệ quốc giàu có tướng sĩ vốn chưa ăn vị đắng căn bản không có ý tử chiến không phải người nào đi cũng được tự hủy căn cơ quân tâm sĩ khí đã đánh mất đến mức độ như vậy chỉ lo nghĩ tự vệ đối mặt thế tiến công của tấn quốc vệ quốc đã xong hiện tại quân tần bị doãn trừ liều mạng ngăn ở ngoài tây bình quan còn lại chỉ có thể nhìn bên tề quốc có năng lực cứ vãn cũng chỉ có hô diên vô hận mà thôi hiện tại vấn đề to lớn nhất là Bên vệ quốc người vì tự vệ mà đầu hàng quá nhiều, những hàng binh hàng tướng này không chịu vì vệ quốc tử chiến, trái lại bị tấn quốc dùng đao gác ở trên cổ giúp tấn quốc tử chiến. Người đầu hàng càng nhiều, người cung cấp lương thảo cho tấn quốc cũng càng nhiều. Thanh thế như vậy, tấn quốc là càng đánh càng mạnh, lấy dân phong biêu hãn của tấn quốc, một khi thu được lương thảo sung túc, rất có khả năng cả nước đều binh, áp lực của hô diên vô hận rất lớn. Nếu quân tề có thể đẩy lùi quân tấn, chiến hậu tề quốc cũng không dám thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của vệ quốc quá mức, cũng không dám tán binh lực quá phận, có lẽ vệ quốc còn có thể được bảo đảm. Thương Chiêu Tông nhìn chằm chằm địa đồ, nếu quân tần không thể công phá Tây Bình Quan thuận lợi xuất binh, sợ là vệ quốc không gánh nổi. Trường 1755, ba vị, lâu không gặp rồi. Bây giờ thế tiến công của quân tấn quá mãnh đối với vệ quốc như hùm như sói, bại thế như vậy, sĩ khí quân vệ càng ngày càng không còn, khó có thể chống đỡ nếu như quân tần công phá tây bình quan quá muộn một khi để địa bàn quân tấn công chiếm và tây bình quan ghép lại tất cả tiếp tế đều có thể nối liền quân tần càng ngày càng không thể đánh hạ tây bình quan thật đến mức độ này mà nói về quốc tất phong còn lại cũng chỉ có thể là tề quốc và tấn quốc quyết một trận tử chiến rồi mông sơn minh chỉ về tây bình quan điền chính ương vô năng chủ tướng của quân tần sớm nên thay người nếu như thủ tướng là la chiếu bằng năng lực của la chiếu mượn thiên cơ phá cương tiến của hiểu nguyệt các có lẽ đã thừa thế sông lên đánh tan Tây Bình Quan, bây giờ hối hận thì đã muộn. Thương Chiêu Tông cười gần, đại công như thế sao có khả năng tặng cho La Chiếu? Binh tướng đều là của Điền Chính Ương và Mã Trường An, hai vị này không đồng ý, Ngọc Thương cũng không có biện pháp. Bây giờ đích xác là hối hận thì đã muộn, đoán chừng bên Tần Quốc cũng rất tức giận. Mông Sơn Minh, một đám bè lũ su nịnh, một khi mất đi đại thế, lại đến phiên La Chiếu vào sân cũng đã muộn. Đúng lúc này, Lam Nhược Đình đi tới, nhìn hai người chắp tay chào trầm giọng nói vương gia mông soái hồng nương truyền đến tin tức nói người mao lư biệt viện trong vòng nửa ngày sẽ đến phủ thành nam châu bảo chúng ta chuẩn bị tiếp ứng bên trong nhất thời yên tĩnh thương chiêu tông than thở vốn tưởng chỉ là quá cảnh nam châu lẽ nào khi đạo gia còn sống không có bàn giao cho bọn hắn tin nghiêu hữu đạo qua đời bên này đã biết được cũng không thể làm gì làm sao có thể lo liệu còn lo lắng bên này không có nhiều lo lắng như ngoại nhân đoán, bởi vì khi Ngưu Hữu Đạo còn sống đã giao phó, nếu như hắn không thể trở về, để Nam Châu trực tiếp nương nhờ vào tử kim động, này cũng là không có biện pháp, có thể giảm đi rất nhiều khúc chiết. Dựa theo Ngưu Hữu Đạo nói, người Mao Lưu biệt viện hẳn là tìm nơi đi khác, hiện tại lao về bên này, còn bảo bọn hắn chuẩn bị tiếp ứng, sẽ chỉ làm tình cảnh bên này lúng túng. Nương nhờ vào tử kim động đương nhiên phải rũ sạch quan hệ với người Mao Lưu biệt viện, tiếp tục dính vào người của Ngưu Hữu Đạo mà nói, để tử kim động làm sao yên tâm. Một khi bức tử kim động muốn thanh trừ những người này mà nói, Nam Châu làm sao lo liệu. Ngồi yên không để ý đến hay đứng ở bên Mao Lư biệt viện đối kháng tử kim động. Không giúp, không nói cái khác, như hiểu đạo trường kỳ tích lũy uy vọng ở Nam Châu lực ảnh hưởng quá lớn, nếu thương chiêu tông hắn ngồi yên không để ý đến, để Nam Châu nhìn hắn thế nào. Cho nên nói, người Mao Lư biệt viện đến bên này, là làm khó dễ hắn. Mông Sơn Minh Trầm ngâm nói, nghênh tiếp còn phải nghênh tiếp, Đạo gia hài cốt chưa lạnh, làm quá canh nhiệt sẽ không còn gì để nói. Không ngại trước tiên nhìn xem tình huống lại nói, có lẽ chỉ là quá cảnh, khả năng là chúng ta cả nghĩ quá rồi. Lam Nhược Đình nhắc nhở, trong thư nói, bảo chúng ta làm tốt chuẩn bị tiếp thu. Mông Sơn Minh, vậy làm sao bây giờ? Ngăn bọn hắn ở thành ngoại, không cho vào, thật làm như vậy mà nói, người có nghĩ tới sẽ ở Nam Châu nhấc lên sóng lớn như thế nào không? Vương gia đi là vương đạo, sao có thể gánh vác bêu danh như vậy? Thương Chiêu Tông vung tay, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, lệnh người chuẩn bị, bản vương tự mình ra khỏi thành 30 dặm ninh tiếp. Vương ra, Lam Nhược Đình đưa tay nhấn lại cánh tay của hắn, ngài có từng nghĩ qua làm sao ăn nói với quận chúa chưa? Những người này vừa đến, sợ là không giấu được quận chúa. Nghe được lời này, Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh đều nhíu mày. Tin nghiêu Hữu đạo qua đời vừa đến, Thương Chiêu Tông lập tức phân phó, sự tình ai cũng biết, từ trên xuống dưới chỉ có Thương Thục Thanh không biết, đến nay thương thục thanh còn không biết nghiêu hữu đạo đã chết không vì cái gì khác trước mắt thương thục thanh đang đàm hôn luận gả thật không dễ dàng tới mức độ này một khi để nàng biết nghiêu hữu đạo qua đời còn không biết sẽ làm ra sự tình gì cũng biết có chút sự tình không thể giấu cả đời bên này chỉ muốn chờ đến thương thục thanh thuận lợi cưới chồng ván đã đóng thuyền sự tình tự nhiên sẽ qua sự tình nhi nữ tình trường phiền toái nhất không thể theo lẽ thường giải quyết thương chiêu tông trầm mặc nói Trước tiên đừng để Thanh Nhi biết người mau lưu biệt viện đến, miễn cho nàng cũng đi theo nghinh tiếp, đợi bản vương gặp Hồng Nương trước, để điểm một thoáng lại nói. Cũng chỉ có thể làm như vậy, ra anh vỗ đường, thương chiêu tông lập tức tìm vương phi Phượng Nhược Nam thông báo một tiếng. Phượng Nhược Nam hiểu ý, cấp tốc đi tìm thương Thục Thanh chơi đùa, cuốn lấy thương Thục Thanh, không để nàng biết được động tĩnh bên ngoài. Bên phủ thứ sử hơi chuẩn bị, thương chiêu tông xuất hành, đại quân hộ vệ hộ tống ra khỏi thành, đến cách ngoại thành 30 dặm chờ ở xa tới một nhóm người nhìn thấy tinh kỳ phấp phới cực kỳ bắt mắt ra khỏi thành xa như thế nghênh tiếp viên cương nhìn chăm chú quản phương nghi cười nhạt có vẻ như trong lúc vô ý quay đầu lại nhìn phản ứng của Nhiêu hữu đạo đang lẫn trong đám người hai bên cuối cùng tương phùng nhân mã nghênh tiếp sĩ khí cực thịnh nhân mã đến thì khí thế đê mê song phương gặp mặt không khỏi cảm khái Nhiêu hữu đạo chết đối với mọi người ảnh hưởng đều rất lớn đang có tin buồn song phương khó có thể vui vẻ tán gẫu khách sáo vài câu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không ai nhắc tới sự tình của Ngưu Hữu Đạo, thương chiêu tông đưa tay mời vào thành. Xong phương tụ họp, quản phương nghi và viên cương đi ở bên cạnh thương chiêu tông, đồng thời trở về phủ thành Nam Châu. Trong khách sạn đón khách, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình cũng lộ diện, sớm chờ đợi ở đây. Gặp mặt lại là một phen khách sáo, thương chiêu tông mời quản phương nghi đến một bên, lộ ra có chút do dự. Quản phương nghi cười nói, vương gia có lời gì không ngại nói thẳng thương chiêu tông cười khổ thanh nhi còn không biết các ngươi tới là ta có ý giấu nàng quản phương nhi còn tưởng hắn muốn nói lời ân đoạn nghĩa việt gì không nghĩ tới là cái này không khỏi kinh ngạc vì sao thương chiêu tông có chút khó có thể mở miệng nhưng cuối cùng vẫn nói ra hồng nương bây giờ đạo gia đã không còn có chút sự tình không cần ẩn giấu từ trước tới nay sợ là thanh nhi có chút tình cảm với đạo gia không biết ngài có hiểu ý tứ của bản vương hay không quản phương nhi không nhịn được cười này có cái gì không thể lý giải ta cũng là nữ nhi tâm tư của nữ nhi ta hiểu tâm tư của quận chúa ta cũng có biết không cần không tiện nói thương chiêu tông thở phào vậy ta nói thẳng a đạo gia là người như thế nào chúng ta đều biết thanh nhi tướng mạo xấu xí không xứng với đạo gia cho nên ở trước mặt đạo gia không dám nhiều lời cũng không dám trèo cao tin tức của hồng nương ngài hẳn không bế tắc ngài hẳn phải biết thanh nhi đang đàm hôn luận gả chúng ta ẩn giấu tin đạo gia qua đời là không muốn thanh nhi sinh ra biến cố gì ngài cũng biết thanh nhi không dễ gả người gả cho người thích hợp càng không dễ dàng bản vương hy vọng hết thảy đều thuận lợi các người tới nàng nghe tin át tới gặp chúng ta cũng không tiện ngăn cản nàng tới gặp nếu như ngăn cản sẽ càng dễ dàng để nàng sinh nhi nếu như thanh nhi đến hy vọng hồng nương che giấu một chút quản phương nghi gật đầu ý tứ của vương gia ta minh bạch ngài yên tâm ta sẽ bàn giao phía dưới bên này sẽ không có bất kỳ người nào nói cho quận chúa biết tin tức đạo gia qua đời. Vậy thì đa tạ, thương chiêu tông chắp tay cảm ơn, cùng mông sơn minh và lam nhược đình đồng thời cáo từ, chuẩn bị thiết trí tiệc tối khoản đãi, một vài lời không tiện nói, cũng chuẩn bị ở tối nay nhắc nhở. Không vội, quản phương nghi ngăn ba người, chương 1756, giải quyết dễ dàng một. Ba vị có mặt vừa vặn, khi còn sống đạo gia lưu lại di vật, cần các người đồng thời chứng kiến, này cũng là mục đích chúng ta đến ba người hai mặt nhìn nhau còn có di vật cho bọn hắn quản phương nghi quay đầu lại ra hiệu viên cương lập tức mang người đi vào phụ trách thanh lý một địa phương có thể gặp mặt nói chuyện sau khi xác nhận không có vấn đề viên cương ra hiệu quản phương nghi mới mời ba người cùng đi đến địa phương nhưng không cho hộ vệ của tử kim động đồng hành người tử kim động nhất thời bất mãn cuối cùng thương chiêu tông lên tiếng ngăn lại không sao cả người tử kim động do dự đành phải thôi còn không đến thời điểm toàn diện hạn chế tự do của thương chiêu tông bốn phía đã có người canh gác phân cơ ngồi ở trong sân cảnh giác nhìn xung quanh lúc mấy người đi vào trong phòng đã có một người như người quét tước sau khi quản phương nhi và viên cương mời khách đi vào liền đóng cửa lại thương chiêu tông mông sơn minh lam nhược đình đều quay đầu nhìn lại hơi kinh nghi bất định quản phương nhi mỉm cười nhìn người trong phòng nhấc cằm ba người lại quay đầu nhìn chỉ thấy người quét tước kia tiện tay ném khăn lau, nhấc tay kéo ngụy trang xuống, lộ ra chân dung, cười nhạt nhìn bọn hắn. Người này tự nhiên là Nưu Hữu Đạo, ba người trừng lớn con ngươi, trợn mắt ngoác mồm, giống như gặp quỷ, vẻ mặt khó có thể tin. Nưu Hữu Đạo mỉm cười, xoay người, chậm rãi bước tới chủ vị, từ từ ngồi xuống. Ba vị, đã lâu không gặp, Đạo, đạo gia, này, Thương Chiêu Tông nói lắp, quay đầu lại nhìn quản phương nghi, dường như xác nhận thật giả. Quản Phương nghi mỉm cười gật đầu, chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ Viên Phương, ý tứ là có chúng ta ở đây, không giả được. Chấn kinh, sau khi được xác nhận, ba người y nguyên có chút khó có thể tin, đạo gia không chết mà nói, ai dám cầm phiêu miểu các gia nói hưu nói vượt, chán sống rồi sao? Không có mừng rỡ khi đột nhiên nhìn thấy, trái lại là lòng nghi ngờ tầng tầng. Ba người thậm chí có chút hoài nghi, xác thực mà nói, là có chút không dám tùy tiện nhận quen, lo lắng đám người Quản Phương nghi có ý đồ không muốn người biết lấy giả cháo thật. Đến trình độ như bọn hắn, Trương Kỳ nằm ở trong đấu tranh, liên lụy ngươi lừa ta gạt quá nhiều, rất dễ dàng luận âm mưu. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng, lo lắng có giả, thật không giả được, giả không thật được, chỉ một câu này, dường như cũng lười lại đi giải thích. Quản Phương Nghi nói, vốn không muốn tới quấy giày, đạo ra bản ý là, nếu như hắn không về được, thì để chúng ta đừng quấy giày các ngươi, chỉ để ý rời đi, để các ngươi trực tiếp nương nhờ vào tử kim động. Nhưng đạo gia lặng yên trở về, sự tình bố trí phía sau đương nhiên phải thay đổi, này cũng là mục đích chúng ta đến. Lam Nhược Đình thử hỏi, vì sao phiêu miểu các nói đạo gia đã gặp nạn ở trong thánh cảnh? Như hữu đạo lạnh lùng nói, Lam Nhược Đình, người đang chất vấn ta sao? Mông Sơn Minh và Thương Chiêu Tông nhìn nhau, phát hiện thanh âm này không giả được. Lam Nhược Đình vội vàng chắp tay nói, không dám, chỉ là muốn biết nguyên nhân. Như hữu đạo, giang hồ phi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, sự tình sinh sinh tử tử không đáng nhắc tới. Chuyện giang hồ, người giang hồ, ta tự sẽ xử lý, các ngươi không cần biết quá nhiều. Còn nữa, tin tức ta còn sống là cơ mật, đừng để người khác biết, bao quát phương phi và quận chúa, phương diện Nam Châu trừ các ngươi, bất kỳ người nào cũng không được báo. Có chút sự tình tạm thời không dám để cho bọn hắn biết, sợ bọn hắn biết rồi sẽ dọa đến bọn hắn. Sở dĩ lộ diện ở trước mặt ba người, đầu tiên là vì ổn định thế cục, thứ hai là trải qua xa như lai xác nhận ba người này không có vấn đề. Ba người lại nhìn nhau, cảm thấy phong cách này là phong cách của Ngưu Hữu Đạo, nhưng trước khi chưa triệt để xác nhận, cũng chỉ có thể lá mặt lá trái đáp một tiếng. Vâng, vấn đề thật giả trực tiếp trôi qua, Ngưu Hữu Đạo nói thẳng. Ta ở trên đường nhận được tin tức, từ đồ rượu đến qua. Thương Chiêu Tông mang theo cẩn thận, rụt rè trả lời. Phải, sau khi biết tin đạo ra qua đời, từ đồ rượu chạy tới hỏi Nam Châu đi con đường nào, sau khi xác nhận liền trở về Kim Châu. Kỳ thực trước tiên từ Đồ Diệu chạy tới Lưu Tiên Tông, Phú Vân Tông, Linh Tú Sơn, kết quả phát hiện trưởng môn ba phái đều không ở nhà. Trưởng môn ba phái kia nghe tin Ngưu Hữu Đạo qua đời đều chạy đi từ Kim Động, lo lắng hậu sự, muốn trước tiên đi từ Kim Động tìm hiểu lại làm quyết định. Sau khi từ Đồ Diệu qua bên này, kỳ thực cũng không có về Kim Châu, mà chạy đi từ Kim Động, chỉ là giấu giếm thương chiêu tông mà thôi. Ngưu Hữu Đạo, từ Đồ Diệu đến, là sự tình trong dự liệu, hai châu luôn cùng tiến thối hắn không biết các người sẽ ngã về nhà ai, vạn nhất các người ngã về tiêu giao cung và linh kiếm sơn, hắn lo lắng sẽ nhào sai phương hướng, trong lòng không chắc chắn. tiêu giao cung và linh kiếm sơn có người đến khai thông chưa? thương chiêu tông do dự một chút, cẩn thận trả lời. người đến rồi, phái người bí mật nói chuyện. bất quá chúng ta không có đáp ứng, bên bọn hắn còn chưa từ bỏ ý định. Nghiêu hữu đảo, trước tiên đừng cự tuyệt quá trực tiếp, ổn định bọn hắn đã, ta còn muốn mượn bọn hắn tạo áp lực cho tử kim động thương chiêu tông thỉnh giáo, tạo áp lực là ý gì? Nghiêu hữu đạo, tử kim động lấy của ta một vài thứ, phi cầm cỡ lớn của Mao lư biệt viện bị tử kim động thừa dịp cháy nhà hôi của. Ở bề ngoài dù sao ta cũng đã chết rồi, tử kim động muốn nhân cơ hội trưởng khống Nam Châu là không tránh khỏi, quay đầu lại tử kim động sẽ phái người đến cùng vương gia đàm phán sự tình quy thuật, một vài yêu cầu phải nhân cơ hội nói ra. Đầu tiên là người Mao lư biệt viện sẽ ở Nam Châu, có thể lấy niệm tình xưa làm lý do, không thể để người mau lưu biệt viện không có nơi dung thân. Thứ hai là đám phi cầm cỡ lớn của ta các người tiện thể xếp vào điều kiện, để bọn hắn trả cho lão tử. Làm nhược đình cắm một miệng, những điều kiện này tử kim động có thể đáp ứng sao? Bây giờ người của tử kim động sớm tăng mạnh khống chế, khống chế đám người vương gia an toàn, người nắm ở trong tay bọn hắn, sợ là khó có chỗ chống chống cự. Gần đây bọn hắn nhìn rất chặt ngay cả người tiêu giao cung và linh kiếm sơn chạm mặt với vương gia cũng là bí mật hành sự. Nghiêu hữu đạo, cứ đi đàm phán, nói những yêu cầu này ra, bọn hắn không dám làm gì các ngươi. Hiện tại làm loạn Nam Châu, Kim Châu luôn cùng tiến cùng lui cũng hoảng, trước đây có ta, bọn hắn vẫn không có biện pháp xen vào Kim Châu, trong lúc nhất thời bọn hắn không khống chế được Kim Châu, làm cho Kim Châu ngã về phía tiêu giao cung và linh kiếm sơn không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Các ngươi không cần lo lắng, đàm phán chỉ là danh nghĩa, bên cung lâm sách ta đã quyết định hắn cần một cái cớ cấp cho tông môn mà thôi bằng năng lực trưởng khống của hắn ở tử kim động tử kim động sẽ đáp ứng những yêu cầu này thương chiêu tông kinh ngạc nói đạo gia ý tứ là cung lâm sách cũng biết ngài còn sống như hữu đạo gật đầu không cho hắn biết không được bằng không cục diện sẽ mất khống chế bây giờ rất nhiều chuyện còn cần hắn phối hợp thương chiêu tông sau khi lưu tiên tông linh tú sơn phú vân tông biết được tin đạo gia qua đời tựa hồ hơi có động tác dị thường Nghiêu hữu đảo, bọn hắn không đáng để lo, tối đa chạy đến tử kim động ôm bắp đùi, còn không có lá gan đối nghịch cung lâm sách. Ta đã bàn với cung lâm sách, hắn sẽ thụ ý ba phái nghe theo ngươi sai phái, sẽ không bị người khác của tử kim động quấy dày. Sau khi các người quy thuận tử kim động, cần phối hợp cung lâm sách hành sự, để Nam Châu chỉ có thể do người của cung lâm sách tự mình tiếp nhận. Ở bề ngoài là thế lực của cung lâm sách tiếp nhận thế lực của ta. Trên thực tế, hết thảy đều sẽ duy trì nguyên dạng, mặc kệ cung lâm sách làm ra quyết sách gì, kia đều là mặt ngoài, trước đó đều sẽ trải qua ta đồng ý. chương 1757, giải quyết dễ dàng hai Sự tình Nam Châu nên lo liệu như thế nào, các ngươi tiếp tục điều hành, không có người sẽ quấy rầy các ngươi. Trước khi ta đến, cung lâm sách từng nói về quốc cầu viện, ý đồ để mông soái đi về quốc chỉ huy quân vệ tác chiến. Các ngươi phản hồi ý kiến từ Kim Động đã thu được, thế nhưng vẫn không trả lời các người, ở bề ngoài là thương nghị, trên thực tế là chờ ta đi tới làm quyết định chiến sự phía tây liên lụy không nhỏ ta cũng không muốn tấn quốc lớn mạnh ngày hôm nay ta muốn hỏi mông soái một câu nếu như cho ngươi đi có chắc chắn đánh thắng hay không nói tới mức độ này ba người đều hiểu không phải giả đạo gia thật trở về rồi ta đi sợ là không có tác dụng gì mông sơn minh nói trước nói với thương chiêu tông cũng lặp lại một lần nghiêu hữu đạo đứng lên đi qua đi lại xem ra khả năng về quốc chạy trời không khỏi nắng rất lớn hắn nghĩ tới tình cảnh của thượng thanh tông lại nói đã đi vô dụng hơn nữa sẽ uy hiếp đến an toàn của mông soái vậy thì không đi sự tình này các ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ thông báo cung lâm sách tử kim động sẽ cho các ngươi một câu trả lời yên tâm các ngươi chiếu ta nói trước tiên làm tốt sự tình trước mắt là được còn có bên quang châu sau khi tin ta qua đời truyền ra e là đại thiền sơn sẽ không thành thật nhìn chăm chú hướng đi của quang châu dám không thành thật lập tức liên hiệp Kim Châu, triệu tập nhân mã hai châu, bày ra tư thế công kích. Trực tiếp dùng vũ lực đe dọa, không cần quan tâm thái độ của người khác, cái khác ta sẽ xử lý. Thương Chiêu Tông đáp, vâng, Nghiêu Hữu Đảo, còn Kim Châu, sự tình ta giả chết can hệ trọng đại, tin tức không thể dò gì ra, tạm thời vẫn chưa thể để bọn hắn biết ta còn sống. Bất quá cũng may bọn hắn nhất quán phương châm cùng Nam Châu cùng tiến cùng lui, chỉ cần các ngươi tỏ thái độ để bọn hắn an tâm, bọn hắn cũng không hy vọng tam đại phái đi nhúng tay Kim Châu, sẽ phối hợp các ngươi. Nếu như không chịu phối hợp các ngươi, đến thời điểm lại nói, ta sẽ xử lý. Đối với Kim Châu, hắn một chút cũng không lo lắng, không nói cái khác, chỉ dựa vào bí mật xích dương chu quả liền đủ để những người kia hãi hùng khiếp vía. Bây giờ Nghiêu Hữu Đạo chết rồi, bên kia không cách nào chuyển ra lá bài uy hiếp Nghiêu Hữu Đạo, trạng thái bí mật kiềm chế lẫn nhau đã phá, chỉ có thể uy hiếp một nhà. Thương Chiêu Tông gật đầu, minh bạch, như hữu đạo, ta vừa đến, tử kim động phái người tới đàm phán cũng sắp đến rồi, mau chóng chuẩn bị, có cái gì không rõ ràng, ta không thích hợp lộ diện, các người có thể tùy thời tìm Hồng Nương. Còn nữa, trước nghe các người nói thiết yến gì đó thì miễn đi, trước khi kết quả đàm phán đi ra, các người duy trì chút khoảng cách với người Mao lưu biệt viện, miễn cho người tử kim động phản ứng quá lớn, chờ hết thảy đều chứng thực lại nói. Các người không thích hợp ở nơi này lâu, có lời gì thì nói sau, đi đi ba người cáo từ quản phương nhi tiến khách rời khách sạn ba người thương chiêu tông quay đầu lại nhìn đại viện lại nhìn nhau hiểu ý nở nụ cười đều thở phào nhẹ nhõm không thể không thừa nhận vị kia đến hết thảy phiền phức cùng lo lắng tựa hồ đều được giải quyết dễ dàng mọi người cứ như vậy rời đi phản hồi vương phủ nơi này cách vương phủ cũng không tính quá xa lúc đến cửa vương phủ một chiếc xe ngựa bị quân sĩ xua đuổi cấp tốc tránh ra nhường đường cho thương chiêu tông thương chiêu tông ở trên lưng ngựa liếc nhìn nhìn thấy một nam tử khá nho nhã cũng theo xe ngựa lui đến một bên. Nam tử kia, thương chiêu tông nhận thức, cùng trưởng lão tử kim động phó quân nhượng chỉ kém một chữ, tên phó quân lan, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn tài mạo có tài mạo, xem như là nhân tuyển em rể của thương chiêu tông. Thương chiêu tông vươn mình nhảy xuống lưng ngựa, phất tay lệnh quân sĩ lui lại, nhanh chân đi đến. Phó quân lan tranh thủ hành lễ, bái kiến vương gia, thương chiêu tông cười nói, quân lan đến rồi, đến thăm thục thanh sao phó quân lan có chút lúng túng trả lời phải cùng quận chúa hẹn gặp mặt bởi vì đều biết vị này tương lai có khả năng là phu quân của quận chúa mông sơn minh còn có lam nhược đình đều qua rất khách khí chào hỏi phó công tử đến rồi mông soái lam tiên sinh phó quân lan nho nhã lễ độ từng cái hành lễ hạ nhân phó ra ở một bên dắt ngựa xe gương mặt đã khẩn trương lại hưng phấn cúi đầu khom lưng khuôn mặt tươi cười như hoa Ba vị này là nhân vật quyền thế ngập trời ở Nam Châu A, đặc biệt là Dung Thân Vương, tay cầm binh mã, ở toàn bộ Yên Quốc cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Một khi công tử thành em rể của Dung Thân Vương, phó gia sẽ lập tức trở thành hào môn cao cấp nhất của Nam Châu. Người hầu như hắn rất rõ ràng, toàn bộ phó gia đều cực kỳ chờ mong vụ hôn nhân này, bây giờ ai thấy công tử không khách khách khí khí nịnh bợ, làm công tử rất đau đầu. Phú gia bình thường, cái nào biết sau lưng vương hầu bá nghiệp liên lụy phức tạp hung hiểm như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy quyền thế mặt ngoài. Đối với người hầu như hắn, mỗi lần tới vương phủ, hắn không có tư cách tiến vào vương phủ, ba vị này bình thường nhìn thấy một lần cũng khó, huống chi là một lần nhìn thấy ba người, hơn nữa là khoảng cách gần như vậy. Dung thân vương long hành hổ bộ, thanh âm trầm ổn vang dội, khí thế bức người, thống ngự thiên quân vạn mã, thống soái xa trường, nắm giữ quyền sinh quyền sát của toàn bộ Nam Châu. Mông Sơn Minh ngồi ở trên xe đẩy, nhìn như gầy gò, nhưng ánh mắt rất sắc bén ánh mắt quét tới như dao, nhát gan bị nhìn một chút sẽ run rẩy. Trong miệng bách tính thường gọi Yên Sơn Minh, tề vô hận, Yên Sơn Minh chính là vị này. Lam Nhược Đình bình tĩnh thong dong, khóe mắt lấp lóe uy nghi, nhìn cũng rất khiếp người. Vị này thống lãm chính vụ Nam Châu, mũ ô sa của các quan viên ở Nam Châu đều nắm giữ trên tay vị này. Trong miệng người hầu phát khô, nhìn thấy ba vị này, hưng phấn khẩn trương, đứng ở bên người công tử cùng có vinh dự. Sau một phen khách sáo, Thương Chiêu Tông nhấc tay vỗ vỗ sau lưng Phó Quân Lan, nhấc tay mời. Đi, vào trong nói chuyện, người hầu trơ mắt nhìn Phó Quân Lan và Thương Chiêu Tông sóng vai đi lên bậc thang, miệng cười đến không đóng lại được. Vào trong vương phủ, Phó Quân Lan ở phòng khách dùng trà, lộ ra có chút câu nệ, dù mông sơn minh không có phụng bồi, chỉ Thương Chiêu Tông và Lam Nhược Đình ở đây cũng cho hắn áp lực to lớn. Dù Thương Chiêu Tông và Lam Nhược Đình biểu hiện rất thân thiết, không có bất kỳ giá đỡ, nhưng thân phận địa vị của hai người ở đó trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí thế cũng đủ để cho phó quân lan khó có thể tự nhiên này là thân phận địa vị toàn diện nghiền ép không cách nào tránh khỏi ở trước mặt hai người này phó quân lan không tìm được bất kỳ cảm giác bình đẳng ở chung nào đó là cảm giác ngay cả trèo cao cũng khó mà với tới chỉ có thể khúm núm đối mặt hai người này tự nhiên kém xa đối mặt thương thục thanh thương thục thanh lan tâm huệ chất rất để ý tâm thái của hắn mà đối với thương chiêu tông cùng phó quân lan căn bản không tìm được đề tài chung nhưng không thể tùy tiện hai câu liền đuổi đối phương đi nha sợ cho người ta cảm giác xem thường hoặc tự cao tự đại chỉ có thể tận lực hạ thấp cách điệu hỏi chút chuyện vặt vãnh thí dụ như người nhà như thế nào có khỏe hay không kỳ thực thương chiêu tông cũng không dễ chịu nhưng phải giả ra dáng vẻ dễ nói chuyện tận lực không cho người ta phản cảm vì hôn sự của muội muội thương chiêu tông cũng coi như tận tâm tận lực sự tình loạn thất bát tao hỏi một lượt thương chiêu tông thực sự là tìm không ra lời để giao lưu nhấc tay vỗ chán suýt chút nữa thì quên, Quân Lan và Thanh Nhi hẹn nhau. Thanh Nhi thật giống như có việc ở bên tàu tử nàng, Quân Lan, ngươi chờ, ta giúp ngươi gọi nàng ra. Trường 1758, không thể lại chơi tiếp như vậy. Hắn vừa đứng lên, Phó Quân Lan cũng tranh thủ theo dậy, nào dám có chút thất lễ. Thương Chiêu Tông đưa tay, ra hiệu hắn tiếp tục ngồi uống trà, mình thì xoay người rời đi, còn liếc mắt ra hiệu cho Lam Nhược Đình. Lam Nhược Đình nhìn Phó Quân Lan ấy náy xin lỗi một tiếng, cũng đi theo ra ngoài lúc này phó quân lan mới dám vạch nắp ấm trà bưng uống một hơi nha hoàn trong phòng rất có ánh mắt quen hầu hạ người rồi vừa thấy chén trà nghiêng đến góc độ khá cao lập tức tiến lên hầu hạ vạch nắp rót nước cho dù là nha hoàn ở vương phủ phó quân lan cũng không dám khinh thường tranh thủ đứng lên liên tục biểu thị cảm tạ nha hoàn hé miệng nở nụ cười lễ nghi đúng chỗ đáp lời phó công tử không cần đa lễ này là nô tài phải làm hạ nhân trong phủ luôn lắm miệng ai không biết vị này là cô gia tương lai của vương phủ không thấy vương gia và lam tiên sinh tự mình tiếp khách sao không thất lễ được bên ngoài lam nhược đình theo đến dưới mái hiên thương chiêu tông xoay người ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một lúc lam nhược đình nghe minh bạch liên tục gật đầu vương gia yên tâm ta biết rồi thương chiêu tông nhanh chân rời đi lam nhược đình thì bước nhanh vòng về trong phòng khách vừa thấy hắn đi vào phó quân lan lại tranh thủ đứng lên lam nhược đình nở nụ cười liên tục đưa tay ra hiệu Mời ngồi mời ngồi, mời phó công tử dùng trà. Phó quân Lan đứng ngồi không yên, chỉ có thể đông cứng ngồi trở lại, còn là chờ Lam Nhược Đình ngồi xuống, mới dám ngồi trở lại. Nha hoàn lại bưng chén trà của Lam Nhược Đình đến. Lam Nhược Đình phất tay ra hiệu, nha hoàn hiểu ý, lập tức lui ra. Không có ngoại nhân, Lam Nhược Đình hỏa ái cười nói. Vừa vặn có chút việc, để phó công tử đợi lâu. Phó quân Lan vội nói. Không đợi lâu, không đợi lâu. Lam tiên sinh công vụ quấn thân, nếu có chuyện quan trọng, không cần phải để ý đến tiểu sinh, tiểu sinh cũng không dám quấy nhiễu, tiểu sinh cứ tự nhiên. Hay, không bận, vừa vặn rảnh rỗi, Lam Nhược Đình ha ha xua tay, nâng chén trà lên thưởng thức, sau đó bắt đầu hỏi chuyện. Phó quân Lan không dám không đáp, đúng quy đúng củ hồi phục. Hỏi xong việc nhà, Lam Nhược Đình lại hỏi hắn có đam mê gì, bình thường am hiểu cái gì. Kỳ thực những vấn đề này đều không cần hỏi, thói quen, ham mê của đối phương đã sớm bày ra ở trên bàn của hắn, hắn từ lâu hiểu rõ 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 ràng ràng chỉ bất quá lúc này hắn hỏi dụng ý là muốn an bài dường như muốn vì tương lai suy tính muốn an bài cho phó quân lan chức quan gì đó khiến cho phó quân lan có chút thấp thỏm hỏi một hồi lâu lam nhược đình rốt cuộc hỏi tới sự tình nam nữ công tử và quận chúa cũng ở chung một đoạn thời gian không biết ấn tượng của công tử đối với quận chúa thế nào phó quân lan quận chúa thông tuệ cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ tinh thông là tài nữ khó được tiểu sinh ngưỡng mộ lam nhược đình hỏi vậy không biết ấn tượng của người nhà công tử đối với quận chúa thế nào phó quân lan đúng quy đúng củ trả lời phong cách quý phái danh môn khuê tú khen không dứt miệng ha ha vậy thì tốt lam nhược đình nụ cười đầy mặt bưng trà che giấu đi vẻ giảo hoạt sau đó thả chén trà xuống ho khan một tiếng phó công tử có câu nói lam mỗ không biết có nên nói hay không phó quân lan vội nói lam tiên sinh có gì phân phó cứ nói thẳng tiểu sinh rửa tai lắng nghe Lam Nhược Đình châm trước dùng từ nói, phó công tử, là như vậy, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Ngươi và quận chúa ở chung cũng lâu như vậy, lại cùng tiến cùng ra, tiếp tục như vậy dễ dàng đưa tới nói bóng nói gió, có chút sự tình có phải nên sớm quyết định hay không? Quyết định, phó quân Lan khẩn trương, nhất thời không phản ứng lại là ý gì, chắp tay nói. Còn xin tiên sinh chỉ rõ, này, Lam Nhược Đình vỗ vỗ bắp đùi, thân thể để sát vào. Công tử là người thông minh, sao thời điểm này lại hồ đồ rồi? bên vương phủ vương gia và vương phi rất xem trọng công tử công tử và người nhà cũng xem trọng quận chúa như vậy có chút sự tình nên xử lý tuổi của quận chúa và công tử đều không nhỏ không thể lại chơi tiếp như vậy ngài nói đúng không? A, phó quân lan hoàn toàn tỉnh ngộ cuối cùng đã rõ ràng ý tứ của đối phương này là muốn nói hôn sự nhất thời khúm núm nói vâng 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 lam nhược đình hỏi vâng cái gì a à? phó quân lan vội vàng đổi giọng được 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 người nhà Lam Nhược Đình giờ khóc giờ cười, lại nói lần nữa. Phó công tử, quận chúa là nữ nhi, quận chúa gả người, tổng không thể để nhà gái mở miệng trước chứ. Chẳng lẽ muốn để người lầm tưởng vương ra lấy thế đẻ người, hoặc lầm tưởng quận chúa muốn mặt dày mày dạn gả cho người sao? Nào có đạo lý như vậy, công tử là nhà trai, phải chủ động a, à, mai mối, xính lễ gì gì đó, hẳn là đi đầu, phải không? Phó quân Lan bị nói có chút lúng túng, vội nói được 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 kỳ thực nội tâm nói thầm bên vương phủ không có chính thức tỏ thái độ mà nói ai dám mạo muội chạy tới cầu hôn được cái gì chứ lam nhược đình trợn mắt nói phó công tử có ý gì thì nói rõ ràng a à, bên vương phủ cũng dễ chuẩn bị không phải sao phó quân lan cũng không ngốc biết này là vương phủ chính thức tỏ thái độ rồi lập tức sáng tỏ nói được ta sẽ trở về báo trưởng bối trong nhà lo liệu sự tình này lam nhược đình cười nói vậy là được rồi Kỳ thực này là ý tứ của Thương Chiêu Tông, như hữu đạo đến, Thương Chiêu Tông có chút lo lắng. Vốn là không vội, bên này điều tra rõ tình huống tổ tông mấy đời của Phó Quân Lan, cả người Phó Quân Lan cũng lăn qua lộn lại cha minh bạch, xác nhận không có vấn đề gì, nhưng chiến sự phía Tây lại bắt đầu, thời điểm này quân ngu âm thầm chuẩn bị, xử lý việc vui dường như không quá thích hợp. Lâu như thế đã qua, cũng không kém nhất thời, Thương Chiêu Tông vốn định chờ thế cục ổn định chút, lại cẩn thận xử lý hôn sự của muội muội. Ai nghĩ tới, Nghiêu Hiếu Đạo đột nhiên trở về, sau này người Mao lưu biệt viện còn sẽ ở phủ thành Nam Châu. Có chút sự tình có thể giấu nhất thời, nhưng không giấu được lâu dài, đến thời điểm đó lấy tính cách của Thương Thục Thanh còn không biết sẽ gây ra sự tình gì. Tình thế bức bách, Thương Chiêu Tông không hổ là thống soái chinh chiến xa trường, quyết định thật nhanh, trước tiên mau chóng thành hôn. Mà nghe Lam Nhược Đình nói chuyện, Phó Quân Lan lập tức đứng dậy cáo từ, muốn đi báo cho trưởng bối trong nhà. Lam Nhược Đình giờ khóc giờ cười, tranh thủ kéo hắn. Phó công tử, không vội vã nhất thời, không phải ngài có hẹn với quận chúa sao, sao có thể tùy ý lỡ hẹn, đợi nói chuyện với quận chúa xong, lại trở về bẩm báo trưởng bối cũng không muộn, phải không? Phó quân Lan, vâng vâng vâng, là tiểu sinh hồ đồ rồi. Lam Nhược Đình đưa tay mời hắn trở về tiếp tục uống trà. Phó công tử không cần phải gấp, vương gia đã đi mời quận chúa, hẳn là chẳng mấy chốc quận chúa sẽ tới, bình tĩnh đừng nóng. Không vội không vội, Phó quân Lan cười bồi, bưng trà che giấu lúng túng. Trong vương phủ, Phượng Nhược Nam cho lui tất cả nha hoàn, giả ý không người hỗ trợ chăm sóc hài tử, lôi kéo Thương Thục Thanh hỗ trợ. Sau khi hỗ trợ, Thương Thục Thanh thấy thời gian ước định với Phó Quân Lan sắp đến rồi, muốn đi đến nơi hẹn, lại bị Phượng Nhược Nam kéo, nói Phó Quân Lan đến hạ nhân tự nhiên sẽ thông báo, thực tế là sợ bên Thương Chiêu Tông còn không có xử lý tốt, sợ bị Thương Thục Thanh biết sự tình người mau lưu biệt viện tới. Tiếp xúc một đoạn thời gian, Thương Thục Thanh biết Phó Quân Lan sẽ không lỡ hẹn, mắt thấy thời gian đến, còn không thấy hạ nhân đến thông báo, muốn đến xem như thế nào, nhưng đều bị Phượng Nhược Nam kéo lại. Lúc này Thương Chiêu Tông đến, ánh mắt hai phu thê giao lưu, Phượng Nhược Nam như chút được gánh nặng, biết nhiệm vụ của mình hoàn thành. Nhìn thấy Thương Thục Thanh mất tập trung chơi với Hải Tử, Thương Chiêu Tông giả vờ kinh ngạc. "Thanh Nhi cũng ở đây? Ca ca?" Thương Thục Thanh đứng dậy chào hỏi. Chương 1759, không thể che giấu. "Thương Chiêu Tông, ta vừa vặn nhìn thấy phó công tử đến rồi." đang ở trong đại sảnh chờ ngươi mau đi đi a à, thương thục thanh có chút sốt ruột ngược lại không phải tình yêu nam nữ mà là cách đối nhân xử thế của nàng cho rằng để người khác đợi lâu là chuyện thất lễ nhìn phượng nhược nam xin lỗi nói tàu tử người đến rồi ta đi trước phượng nhược nam cười híp mắt ân đi đi hay chậm đã chờ chút thương thục thanh dừng lại không hiểu nói tàu tử còn có gì phân phó sao phượng nhược nam trên dưới đánh giá nàng một chút hỏi Ngươi chuẩn bị mặc như vậy đi gặp phó công tử sao? Thương Thục Thanh vừa nghe đầu liền lớn rồi, có chút sợ vị tàu tử này, mỗi lần gặp mặt phó quân lan, chỉ cần bị vị tàu tử này gặp được, nhất định sẽ bắt nàng thay y phục, không đổi cũng không được, then chốt là thay y phục đều là siêm y làm nàng cảm thấy rất lung túng. Mỗi lần tàu tử đều muốn nàng đổi siêm y có thể thể hiện tư thái. Nàng minh bạch ý tứ của tàu tử, hy vọng nàng tốt khoe xấu che, hy vọng nàng tận lực bày ra ưu điểm để cho người ta xem, nhưng nàng cảm thấy như vậy có chút không thích hợp sợ cho người ta cảm giác che đậy mặt khác cảm giác ăn mặc như vậy có chút phóng đáng hơn nữa bất nhã cảm giác nữ tử chưa kết hôn ăn mặc như vậy không thích hợp dung mạo đã xấu nàng không hy vọng mình đối nhân xử thế cũng bị người xem nhẹ không sao như vậy đã rất tốt thương thục thanh qua loa một câu xoay người muốn đi ngươi chờ một chút phượng nhược nam không nói hai lời trực tiếp ném hài tử cho thương chiêu tông không phải nói vui mà là ném thật may mà thương chiêu tông quen vị phu nhân xuất thân nữ tướng quân này biết một chút đồ vật trong xương khó sửa đổi phối hợp hiểu ngầm hai tay nhận lấy ôm hài tử chơi đùa phượng nhược nam đi tới bắt được cánh tay của thương thục thanh đi đi thay quần áo thương thục thanh khó xử tàu tử thật không cần phó công tử còn chờ kia kìa để hắn chờ đợi đi chờ một lát lại làm sao phượng nhược nam tức giận hừ một tiếng vẫn cứ lôi thương thục thanh đi khí lực của thương thục thanh sao bằng nàng kia là nữ trung hào kiệt có thể một thương lật tung tuấn mã, quyền cước đánh đổ trượng phu A. Loại sự tình nữ nhi an diện này, thương chiêu tông không hiểu, cũng không dính líu, làm như không nhìn thấy. Xung quanh vậy mà không nhìn thấy hạ nhân chăm sóc, hắn đành phải tiếp tục chăm con. Đợi một lúc, Phượng Nhược Nam trở về, thương chiêu tông ôm nhi tử hỏi. Thanh nhi đi gặp phó công tử, ân, đi rồi, Phượng Nhược Nam nhận nhi tử, hỏi. Bên Mao lư biệt viện căn dặn tốt chưa? Thương chiêu tông than thở, ta cũng không còn cách nào khác, căn dặn tốt rồi, nói với Hồng Nương, Hồng Nương cũng đáp ứng, sẽ căn dặn hạ nhân, một khi gặp phải Thanh Nhi, sẽ không tiết lộ tin đạo ra qua đời. Lời đến đây không khỏi trầm mặc vợ chồng ở chung lâu, Phượng Nhược Nam cảm giác có chút không đúng hỏi. Chẳng lẽ có cái gì không thích hợp, không có gì, thương chiêu tông xua tay, biểu thị có việc đi trước. Kỳ thực là nghĩ đến sự tình đạo gia giả chết, nhớ tới bên kia căn dặn, tuy không biết lần này giả chết liên lụy sự tình lớn như thế nào, nhưng khẳng định có nguyên nhân đành phải giấu giếm phượng nhược nam phượng nhược nam cũng bắt chuyện một tiếng đám hạ nhân dồn dập đi ra cả vương phủ to lớn làm sao có khả năng không ai chăm sóc tiểu vương ra trong phòng khách lam nhược đình như cũ bồi tiếp phó quân lan tán gẫu hai người tầm mắt bố cục cách biệt quá xa tán gẫu đối với lam nhược đình mà nói kỳ thực cũng rất khó chịu bóng dáng hiểu điệu của thương thục thanh vừa xuất hiện lam nhược đình như chút được gánh nặng lập tức đứng lên ha ha cười nói phó công tử quận chúa đến rồi. Lam tiên sinh, thương thuộc thanh trước tiên hành lễ với Lam Nhược Đình, Lam Nhược Đình chắp tay đáp lễ. Phó quân lan lại hành lễ với nàng, quận chúa, thương thuộc thanh đoan trang hữu lễ. Phó công tử, vòng tới vòng lui, có chút sườm già, lễ không thể bỏ a. À. Lam Nhược Đình vuốt sâu cười nói, quận chúa, phó công tử, Lam mỗ còn có chút sự tình, xin được cáo lui trước, các ngươi tán gẫu. Nói xong chắp tay, bước nhanh rời đi, thương thuộc thanh ôn nhu nói để phó công tử đợi lâu, ngài là ngồi ở đây tâm sự hay đi ra ngoài dạo một chút? Phó Quân Lan là thật không muốn ngồi nữa, vội nói đã ngồi một hồi lâu, đi ra ngoài dạo một chút đi. Xin mời, thương Thục Thanh đúng mực mời, ra khỏi phòng, hai người thẳng đến hậu hoa viên, vẫn là tình huống cũ, bảy quốc nổi lên chiến sự, vì an toàn, thương Thục Thanh bất tiện rời vương phủ, mỗi lần đều là Phó Quân Lan tự mình đăng môn tới chơi. Hai người là gặp xong sau đó hẹn cẩn thận thời gian lần sau gặp mặt. Trên đường đi về phía hậu hoa viên, Thương Thục Thanh nói. Vừa nãy công tử nói ngồi một hồi lâu, đến rất sớm sao. Phó quân Lan không có ẩn giấu cũng không sớm, đến đúng giờ, vừa vặn gặp phải đám người vương gia, nên đồng thời vào vương phủ. Đến đúng giờ, Thương Thục Thanh tính nhầm một thoáng, vậy cũng rất lâu, thực quá ái náy, bên Thanh Nhi có chút việc trì hoãn, không phải muốn để công tử đợi lâu. Phó quân Lan, không sao không sao, có thể có cơ hội nói chuyện với Lam Tiên Sinh, cũng coi như được lợi không ít, cơ hội tốt khó được a. À. Thương Thục Thanh có chút ngoài ý muốn, là Lam Tiên sinh bồi tiếp ngài tán gẫu sao? Phó quân Lan, phải, cũng không phải, cùng vương ra trò chuyện vài câu, sau đó được Lam Tiên sinh để mắt, xác thực hàn huyên một lúc. Thương Thục Thanh cảm thấy ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, thử hỏi. Tán gẫu cái gì, phó quân Lan, chỉ là một chút chuyện nhà, không thể không ngại ngùng nói tới hôn sự nha. Đương nhiên cũng không nói sai, đề tài có quan hệ tới hôn sự rất ngắn, Lam Nhược Đình cũng không biết nên cùng hắn tán gẫu cái gì, phần lớn thời gian đều là tán gẫu chuyện nhà để giết thời gian. Chuyện nhà, Thương Thục Thanh có chút kinh ngạc, nàng là một nữ tử rất thông tuệ, tầm mắt kiến thức đều không phải nữ tử bình thường có thể so sánh, Lam Nhược Đình là người nào, nàng tự nhiên là biết, loại người này thời gian quý giá, có thể cùng phó quân lan tán gẫu chuyện nhà lâu như thế, dường như có chút không bình thường. Nàng không có ý tứ khinh thường phó quân lan, xuất thân bối cảnh chênh lệch là rõ ràng, trong thời gian ngắn khó có thể bù đắp, nàng có thể lý giải, cần từ từ tới. Cho dù là thương thục thanh nàng bình thường cùng Phó Quân Lan gặp mặt tán gẫu cũng có thể cảm nhận được chênh lệch làm cho Phó Quân Lan có chút nông cạn, tự nhiên cũng dẫn đến lời nói của Phó Quân Lan có chút không thỏa đáng, thí dụ như không nhịn được khí phách thư sinh nói lời bình thiên hạ, trước đó Phó Gia còn ăn chút vị đắng, nên đối với thời cuộc có cảm thụ rất tệ. Nói kỳ thực rất nông cạn, lẫn lộn tình cảm cá nhân khá nhiều, nói trắng ra chính là vô tri bất quá thương thục thanh là một nữ nhân rất tốt tối đa chỉ nở nụ cười sẽ không để phó quân lan cảm thấy không thoải mái nhưng nàng ngoài ý muốn là lam nhược đình bận bịu nhiều chuyện cũng có thể tiêu thời gian vào những sự tình như thế cũng chỉ hiếu kỳ hỏi nhiều một câu dù tâm có nghi ngờ nhưng không truy hỏi đến cùng sợ sẽ ra vẻ mình hùng hổ dọa người sẽ làm cho người ta cảm giác không dễ chịu thương thục thanh biết bản thân nên cùng loại người như phó quân lan tán gẫu cái gì đề tài chuyển hướng trở lại sinh hoạt hàng ngày trong thành thí dụ như nhà ai mới mở cửa hàng trái cây cửa hàng nào ăn ngon hơn phương diện này phó quân lan ngược lại nói rất hăng say nói tới rượu và thức ăn nhà ai ngon phó quân lan dường như thật gặp gỡ một nhà không tệ không khỏi thổi phồng có thể được phó công tử tán dương như vậy nhất định là mỹ vị có cơ hội phải tới kiến thức một chút thanh âm của thương thục thanh dịu dàng kỳ thực cửa hàng kia vừa khai trương trong vương phủ liền có người mua được thử qua trong thành này chân chính tính được mỹ vị vương phủ làm sao có khả năng không kiến thức qua. chương 1760, Nguyện Bồi Quận Chúa cùng đi một. Nỗi lòng cũng hơi có chút phiêu hốt, nói đến món ngon, làm sao có khả năng so sánh được đám hòa thượng ở Mao Lư Sơn Trang, món ngon của Mao Lư Sơn Trang mới chính thức là thiên hạ nhất Việt. Thần Trung Mộ Cổ, Tăng Lữ Thành Kính tay dâng món ngon, ý cảnh kia hoàn toàn không phải địa phương đầu đường cuối ngõ có thể so sánh. Nàng làm sao nguyện ý tán gẫu sự tình rượu thịt phiêu hương ở đầu đường cuối ngõ, nàng không dung tục như vậy, Tình nguyện tán gấu chút sự tình nữ nhân ăn mặc cũng không muốn nói sự tình này, nhưng mấy chuyện kia phó quân Lan không hiểu, tán gấu cái này khẳng định không nói chuyện được nữa. Nhưng sự tình đã như vậy, phó quân Lan là đối tượng người nhà nhận định, nàng cũng ngầm thừa nhận, trong lòng biết tương lai mình phải cùng hắn sống hết đời, đành phải khúc ý hợp ý, tận lực để phó quân Lan cảm thấy thư thích. Người mau lưu biệt viện đều đến rồi, ở trong thành này. Vương phủ rất lớn, lúc hai người đi tới cửa hậu hoa viên, phảng phất như có thanh âm người đàm luận bay tới. Thương Thục Thanh ngẩn ra, nhìn Phó Quân Lan hạ thấp người ấy náy xin lỗi, sau đó tăng nhanh nhịp bước. Trong hành lang, hai tu sĩ ngồi đối diện uống trà, nghe được tiếng bước chân áp sát liền đình chỉ trò chuyện, quay đầu nhìn lại, thấy là Thương Thục Thanh, hai người đứng lên, khách khí nói. Quận chúa, Thương Thục Thanh hành lễ, sau đó hỏi, ta vừa nghe hai vị Pháp sư nói, người Mao lưu biệt viện đến rồi, đến ở trong thành sao. Hai người hai mặt nhìn nhau, phía trên đã thông báo, không có thể ở trong phủ nghị luận tin nghiêu hữu đạo qua đời, tán gấu sự tình Mao Lư biệt viện hẳn không sai phạm, nhưng Mao Lư biệt viện có dính dáng tới nghiêu hữu đạo, cũng không biết bị thương thuộc thanh nghe được có thích hợp hay không. Quận chúa nghe lầm, một tu sĩ khách khí trả lời, không nói nhiều, quay đầu lại ra hiệu, hai người để ấm trả đấy cứ như vậy rời đi. Thương thuộc thanh choáng váng, phó quân Lan đi vào hỏi. Quận chúa, làm sao vậy? Thương thuộc thanh xoay người hỏi. Vừa nãy phó công tử có nghe bọn hắn nói gì không? Phó quân Lan suy nghĩ một chút, thật giống như nói Mao Lư Sơn Trang tới, ở lại trong thành. Không, thật giống như là Mao Lư Biệt Viện, ta chỉ nghe nói qua Mao Lư Sơn Trang, không biết có phải nghe lầm hay không. Ngay cả hắn cũng nghe được bốn chữ, Mao Lư Biệt Viện, thường thuộc thanh liền xác định bản thân không nghe lầm, nhưng để nàng kỳ quái là, nói về Mao Lư Biệt Viện có cái gì không bình thường sao. Nhìn giống như kiêng kỵ mình, dường như không muốn nhiều lời với mình. Vẫn là câu nói kia, nàng là nữ tử thông tuệ, lập tức liên tưởng đến phía trước trước đó hành vi của tàu tử để nàng cảm thấy có chút kỳ quái trong vương phủ vậy mà có thể thiếu hạ nhân chăm sóc tiểu vương ra còn có lam tiên sinh người kia bận bịu như thế vậy mà có thời gian cùng phó quân lan tán gẫu chuyện nhà cái khác chính là người mao lưu biệt viện đến rồi dựa vào giao tình của mình và mao lưu biệt viện vì cái gì không nói cho mình biết nàng càng nghĩ càng không bình thường chợt nhìn phó quân lan hạ thấp người hữu lễ phó công tử xin chờ một chút được ta ở đây chờ quận chúa. Phó quân Lan chắp tay đáp lại, nhìn theo thương thục thanh vẻ mặt ấy nấy rời đi. Thương thục thanh thẳng đến chỗ ở của Phượng Nhược Nam, lúc đi tới, hai tử còn ở bên ngoài chơi, Phượng Nhược Nam ở trong phòng. Hỏi hạ nhân vương phi ở đâu, thương thục thanh đi vào phòng, chỉ thấy Phượng Nhược Nam ngạc nhiên ngẩng đầu, trực tiếp hỏi. Tàu tử, có phải người mau lưu biệt viện đến rồi hay không? Phượng Nhược Nam thả xuống kim thêu trong tay, kinh ngạc hỏi. Người nghe ai nói, ta vừa vặn nghe được hai vị Pháp sư trong phủ đàm luật. Thương Thục Thanh nói chắc chắn, không lộ ra chỉ là vì xác nhận. Con người của Phượng Nhược Nam đảo một vòng, sau đó cười nói. Người Mao Lư biệt viện đến phủ thành, có vấn đề gì sao? Thương Thục Thanh không cao hứng, vậy vì sao giấu ta? Người có thể điều binh khiển tướng không kém đi nơi nào, Phượng Nhược Nam có vẻ như kinh ngạc hỏi. Ai giấu ngươi, này không phải ngươi hẹn phó công tử trước sao, một khi nói cho ngươi, không phải sợ chậm trễ hai người các ngươi sao, hiện tại trong vương phủ, còn có sự tình gì trọng yếu hơn chuyện của các ngươi chứ? Nói như vậy, thương thục thanh có chút tin, trong nhà đều rất quan tâm hôn sự của nàng, làm như vậy một chút cũng không kỳ quái. Ấn xuống nghi ngờ, thương thục thanh lại khôi phục bản chất thục nữ, cảm thấy vừa rồi ngữ khí bất thiện với tẩu tử khá vô lễ, nên hỏi. Tẩu tử có biết người Mao Lư biệt viện ở đâu không? Phượng Nhược Nam, cái này, ta còn thực không biết, ta chỉ nghe ca ca ngươi nhắc qua, nói người mau lư biệt viện đến rồi. Thanh Nhi, ánh mắt của ngươi như vậy là ý gì, ta không lừa ngươi, loại sự tình này cần lừa ngươi sao? Ngươi đã biết bọn hắn đến, hỏi thăm một chút liền biết, ta lừa gạt được sao? Thương Thục Thanh ngấm lại cũng phải, hành lễ bái biệt, muốn đi tìm. Phượng Nhược Nam gọi lại, ra ngoài nhớ mang theo hộ vệ, biết rồi, Thương Thục Thanh xoay người rời đi. Phượng Nhược Nam bước nhanh ra ngoài, Thanh Nhi, Phó Công Tử về chưa? Ây, thương thục thanh dừng chân lúng túng quay đầu lại còn chưa về hắn còn ở hậu hoa viên ta sẽ đi thông báo hắn một tiếng gương mặt của phượng nhược nam trong nháy mắt đen lại tiểu cô tử này vừa nghe nói người mao lư biệt viện đến trong đám người còn không có nghiêu hữu đạo liền bỏ qua phó quân lan cái này cần không để ý nhiều như thế nào bình thường mặt ngoài không nói nhưng chỉ chuyện này thì có thể nhìn ra phó quân lan ở trong lòng nàng địa vị thấp như thế nào ai nhìn theo thương thục thanh rời đi phượng nhược nam lại không nhịn được buông tiếng thở dài kỳ thực nàng cũng rõ ràng nàng biết trong lòng tiểu cô tử rất khổ bằng học thức tài hoa và tầm mắt của tiểu cô tử biết phó quân lan không phải lang quân như ý trong cảm nhận của tiểu cô tử thế nhưng không có biện pháp điều kiện của tiểu cô tử tốt nhưng dung mạo xấu tuổi lại lớn còn có thể như thế nào đây đối mặt trong nhà bức hôn tiểu cô tử bị làm cho không có biện pháp thuần túy là tùy ý chọn một cái chấp nhận nhưng trong nhà cũng là vì tốt cho nàng ít nhiều cũng đỡ hơn ép hôn một người nào đó tương lai sinh hoạt ở nhà chồng bị khinh bỉ nha đi nhanh đi thông bẩm vương ra một tiếng phượng nhược nam lấy lại tinh thần ra lệnh vâng một hạ nhân lĩnh mệnh chạy rời đi trong hậu hoa viên thương thục thanh vội vã trở lại hành lang phó quân lan còn đàng hoàng chờ thấy nàng đến lập tức nho nhã chắp tay thương thục thanh đáp lễ để công tử đợi lâu phó quân lan mỉm cười không sao tiếp đó lại nghi hoặc vừa nãy quận chúa nhắc tới mao lư biệt viện lại vội vã rời đi là có sự tình gì sao lần này thương thục thanh trở về đang không biết nên làm sao nói sự tình này hẹn người ta đến gặp mặt chẳng lẽ lại bởi vì bản thân muốn đi gặp người khác mà kiếm cớ đuổi hắn làm hại người ta một chuyến tay không sao làm như vậy cũng chả sao phó quân lan hẳn sẽ không có ý kiến gì bản thân nói có việc phó quân lan hẳn sẽ không tiếp tục quấy dày chỉ có thể rời đi nhưng này không phải cách đối nhân xử thế của nàng đối mặt phó quân lan nàng có ý nghĩ của nàng trong nhà đã chọn vị này, mình cũng quyết định tuân theo, vậy phó công tử này chính là phu quân tương lai của mình, là người sẽ cùng nhau sống hết đời, nàng còn phải thẳng thắn một chút mới tốt, không muốn bởi vì ra thế dòng dõi, thân phận bối cảnh của đối phương không bằng mình liền xem nhẹ, không muốn có hành vi ẩn giấu lừa dối đối phương nào. Nhưng nàng lại không kiềm chế nổi bản thân muốn đi gặp, chứ muốn gặp lại người quen, thì nàng cũng có chút nghi hoặc, người mau lưu biệt viện đến, theo lẽ thường sẽ trực tiếp đến vương phủ, vì sao lần này không tới. Còn nữa, vì sao hai tu sĩ kia nói mình nghe lầm? Dường như có ý ẩn giấu cái gì, có phải xảy ra sự tình gì hay không? Trường 1761, Nguyện Bồi Quận Chúa cùng đi khai. Hiện tại Phó Quân Lan chủ động đề cập, nàng cũng dễ mở miệng, cười nói. Cũng không có sự tình gì, ta quen biết người Mao Lưu biệt Việt, đều là bằng hiếu, đã rất lâu không gặp. Vừa nghe nói bọn hắn đến Phủ Thành, nhớ tới bạn cũ, muốn đi gặp một chút, công tử có nguyện ý đi cùng không? không có dấu đối phương, đầu tiên là không muốn lừa dối người ta, thứ hai là nghĩ đến tương lai phải cùng phó quân lan sống hết đời, muốn dẫn tiến cho người Mao lưu biệt viện nhận thức một chút, tiện thể đề cao tầm mắt của đối phương. Ít nhất sau này tái kiến, cũng có thể không xa lạ. Nàng cũng không tính sau khi cưới chồng sẽ không lui tới với người Mao lưu biệt viện, ở trong loạn thế có thể để phó quân lan quen biết những người kia, đối với phó gia không có chỗ xấu, những người kia tương lai có lẽ có thể giúp đỡ phó gia. Sau khi gả vào phó gia, nàng sẽ chân chính thành người phó gia còn phó gia đi theo vương phủ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau vương phủ nắm giữ đại quyền quân chính có lợi ích riêng của mình đối với phó gia tối đa chỉ có thể là quan hệ bám váy giúp đỡ nói cho cùng vương phủ vẫn là vương phủ phó gia vẫn là phó gia một khi có việc phó gia chỉ có thể dựa vào mình vương phủ sẽ không bởi vì phó gia mà ảnh hưởng đại cục sự tình tương tự như vậy nàng thấy quá nhiều thí dụ như ca ca và gia đình tổ tử năm đó kinh biến nếu như tổ tử không đứng ở bên thương thị thương thị là không dung được tẩu tử, năm đó trên dưới vương phủ bức tẩu tử đến mức độ gì. Đạo lý thả ở trên người mình cũng giống như vậy, một khi cuốn vào quyền thế. Cưới mình, phó gia cũng sẽ bị cuốn vào quyền thế. Có thể tưởng tượng, bước kế tiếp ca ca tất nhiên sẽ thụ ý làm tiên sinh an bài phó quân lan làm quan bắt đầu lịch luyện bồi dưỡng, không thể để trượng phu của nàng vĩnh viễn làm bách tính bình dân, về tình về lý đều không nói được. Thời gian lâu dài, đến thời điểm phó gia cầu mình, nếu như mình không đứng ở bên phó gia, phó gia cũng khó dung được nàng. Này cũng không phải bạc tình bạc nghĩa, gia tộc nào cũng không dung được người tâm hướng ra ngoài, đây là ngoại tạc. Người đối nhân xử thế thê, nếu như không nghĩ ra đạo lý này, chỉ có thể làm nhà chồng và nhà mẹ đẻ hai đầu không có kết quả tốt. Nàng ở trong Mao Lư Sơn Trang nhiều năm, ít nhiều biết một chút phong cách hành sự của những người kia, năng lượng của những người kia không nhỏ, là người có thể đối kháng triều đình, ngự trị ở trên Nam Châu, khống chế thế lực vài châu phủ, kết giao những người này đối với phó gia có rất nhiều lợi ích. Trước mắt là đề cao tầm mắt, thí dụ như phương diện quân chính của Nam Châu, nhưng liên quan đến cơ mật của quân chính, không thích hợp mạo muội mang phó quân lan tới kiến thức, quy củ ở đó, nàng cũng không thể làm như vậy, bất quá lại có thể tới kiến thức người Mao Lưu biệt Việt. Nếu như phó quân lan rụt rè, không muốn đi gặp, bản thân cũng không miễn cưỡng, nói tới mức độ này, phó quân lan cũng sẽ tự xin cáo lui, tự mình trở về, như vậy cũng không tính là mình có ý gián đoạn hẹn hò bỏ qua hắn. Tính tình của Phó Quân Lan còn tính rất tốt, rất sảng khoái nói. "Nguyện bồi quận chúa đi cùng." Thương Thục Thanh mỉm cười gật đầu, đưa tay nói, "Xin mời, quận chúa muốn xuất hành, cộng thêm Phượng Nhược Nam trước đó thông báo thương Chiêu Tông, Thương Thục Thanh đã biết rồi, thương Chiêu Tông cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể dặn chú ý an toàn, trong vương phủ lập tức điều phối pháp sư và xe ngựa theo bảo hộ." Xe ngựa là từ cửa sau vương phủ đi ra ngoài, lúc xe ngựa đi ra ngoài, bên trong ngồi là ai, ngoại giới cũng không biết có thể tránh khỏi mục tiêu ám sát rõ ràng. Trong xe ngựa, một nam một nữ ngồi đối diện, tương kính như tân, không dám có chút vô lễ vượt qua. Dù phó quân lan mặt ngoài bình tĩnh, nhưng thương thục thanh vẫn có thể nhìn ra hắn khẩn trương, nên thử hỏi. Công tử có biết người ta đi gặp là người nào không? Phó quân lan, có thể cùng quận chúa kết bạn tự nhiên không phải người bình thường. Quả nhiên là bởi vì cái này mà khẩn trương, Thương Thục Thanh cười nói. Trước đó công tử chưa từng nghe nói qua Mao Lư biệt viện phó quân lan lắc đầu đích xác là chưa nghe nói qua chỉ nghe nói qua mao lư sơn trang thương thục thanh xin hỏi công tử biết mao lư sơn trang bao nhiêu phó quân lan nghiêm mặt nói dân gian có tin đồn mao lư sơn trang là cường viện sau lưng vương gia chủ nhân sơn trang nghiêu hữu đạo là cao nhân của tu tiên giới quát tháo phong vân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hơn nữa đối nhân xử thế nhân từ nam châu không có địa phương siêu cao thuế nặng có thể từ từ hưng thịnh bách tính có thể an cư lập nghiệp đồn đại đều là nhờ hắn. Không ít gia đình lập bài vị trường sinh cho hắn, coi hắn là thủ hộ thần của Nam Châu. Thương Thục Thanh mỉm cười, cảm giác bách tính đều coi đạo gia là thần thoại, bất qua tổng thể mà nói cũng không sai, đương nhiên, trong này cũng có công lao tuyên dương của đám người ca ca. Có chút sự tình không thể không làm, dù sao thương thì cũng là đạo gia một tay nâng đỡ lên, ăn cơm của người ta, đương nhiên phải bưng bát cơm cho người ta, bách tính có nhu cầu ở phương diện này, trong loạn thế cần một thần đến an ủi nội tâm bất an, lẽ nào còn muốn để bách tính Nam Châu bái thần tiên khác sao? Đương nhiên, đối với Phó Quân Lan nói hoang đường, thương thuộc thanh tạm không có quá nhiều giải thích, nhắc nhở. Mao Lư Biệt Viện chính là Mao Lư Sơn Trang, người trong Mao Lư Biệt Viện là Mao Lư Sơn Trang di chuyển địa chỉ đổi tên, kỳ thực đều là một. Nói rất đơn giản dễ hiểu, không có nhắc tới từ kim động gì gì đó, như vậy đối phương nghe không hiểu, càng giải thích càng nhiều lời, chỉ có thể từ từ. a à, Phó quân Lan giật mình, hắn nào biết những thứ này, gia đình bình thường của Nam Châu sao có thể biết, Mao Lư Sơn Trang đã xảy ra cái gì, vì sao chuyển tới tử kim động, tử kim động có một biệt viện gọi là Mao Lư biệt viện, này không phải sự tình đạt ở thế tục trắng trợn nghị luận, để bách tính sôi sùng sục thảo luận ai sai ai đúng ai đáng chết sao. Thế tục nhiều bách tính lắm, nghị luận vô căn cứ sẽ càng đồn càng loạn. Quận chúa, chúng ta muốn đi gặp chủ nhân trong truyền thuyết của Mao Lư Sơn Trang sao? lần này rõ ràng có chút bất an và sốt sắng chỉ thấy thương chiêu tông cũng có thể cảm thấy áp lực và bất an bây giờ muốn đi gặp người cao hơn thương chiêu tông hắn làm sao có thể không khẩn trương có mấy lời không tiện ở trước mặt thương thục thanh nói ra mà thôi đồn đại thương chiêu tông bây giờ hết thảy đều là vị kia cho loại nhân vật này mang cho hắn áp lực có thể tưởng tượng được hắn có chút hối hận nếu như biết là gặp những nhân vật kia thì không nên tới từ đó hắn cũng càng ngày càng cảm nhận được tranh lệch to lớn với thương thục thanh thương thuộc thanh ôn nhu động viên, đạo gia tạm thời không ở nhân gian, bây giờ đang ở một thế giới khác tu hành, chúng ta muốn gặp là thủ hạ của hắn. Công tử không cần lo lắng, bọn hắn trừ năng lực cao hơn người thường, thì hành sự kỳ thực cũng không khác chúng ta quá lớn, ngôn hành cử chỉ đều giống như người thường, hơn nữa không phải người xấu, sẽ không hung thần ác sát. Công tử bình tâm đối xử, chỉ cần không thất lễ là được. Nội tâm khẩn trương, không phải tùy tiện một vài lời là có thể động viên, phó quân lan miễn cưỡng vui cười, hiện tại rời đi không tránh khỏi quá nhu nhược, cũng sẽ để quận chúa thấy rõ, nên phải gật đầu. Nếu có địa phương làm không đúng chỗ, mong quận chúa để điểm. Sẽ không, công tử hành sự phong độ, không có việc gì, cứ như bình thường là được. Thương Thục Thanh cười trấn an, trong xe ngựa rơi vào bình tĩnh ngắn ngủi, Thương Thục Thanh suy nghĩ một chút, lại lên tiếng. Chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang Nhiêu Hữu Đạo, người xưng đạo gia. Sơn Trang từ trên xuống dưới, bao quát đám người ca ca ta cũng tôn xưng như vậy chương 1762, một tiếng đạo gia, kinh tâm động phách. Kỳ thực ta ở Mao Lư Sơn Trang không ít năm, từ khi Mao Lư Sơn Trang thành lập, ta liền ở Mao Lư Sơn Trang. Không giấu công tử, ở Mao Lư Sơn Trang, ta cơ hồ có thể tính là thị nữ của đạo gia. Nghe được lời ấy, phó quân lan sững sờ, tựa hồ hơi ngây người, thị nữ. Mỗi ngày lúc đạo gia thức dậy, trên căn bản đều là ta giúp đạo gia trải đầu chỉnh lý y phục, ta phụng dưỡng đạo gia đã hơn 10 năm. Nói hơn 10 năm có lẽ hơi quá, đạo gia sẽ thường thường ra ngoài không ở trong sơn trang, vừa ra thì đi rất lâu. Thời điểm đạo gia tu luyện bế quan cũng lâu, rất nhiều lúc không thấy được hắn. Còn có chính là thời gian ta trở lại bên ca ca thường chú. Cho nên tính ra, thời gian chăm sóc đạo gia hẳn được mấy năm mà thôi. Trong thần sắc của Thương Thục Thanh dường như hồi ức chuyện cũ, lại tựa như quan sát thần sắc phản ứng của Phó Quân Lan. Nghe xong giảng giải, thần sắc của Phó Quân Lan có chút hượng ép. Quận chúa, thân phận của quận chúa sao có thể làm những việc vặt này, đi làm thị nữ cho người khác? Thương Thục Thanh, không ai miễn cưỡng, là ta cam tâm tình nguyện, trước kia tình huống rất đặc thù, mới đầu huynh muội chúng ta là cầu cạnh hắn, hy vọng có thể được hắn trợ giúp, cho nên ta tự hạ thân phận làm thị nữ, sau đó thì thói quen. Phó công tử yên tâm, tuy ta ở bên người đạo gia làm thị nữ, nhưng song phương không có bất kỳ vượt qua, đạo gia rất có phong độ quân tử, chưa từng có bất kỳ cử chỉ vô lễ nào có chút sự tình, nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói rõ ràng. Kỳ thực sự tình làm thị nữ này, bất kể là ca ca Thương Chiêu Tông hay tẩu tử Phượng Nhược Nam, đều hữu ý hoặc vô ý nhắc nhở nàng, không cần nói cho Phó Quân Lan. Đối với các thế gia mà nói, có thị nữ rất bình thường, thị nữ hầu hạ nam chủ nhân cũng rất bình thường. Thị nữ và nam chủ nhân tiếp xúc lâu, dễ dàng xuất hiện một chút sự tình không muốn ngoại nhân biết cũng bình thường. Không nói người khác, chỉ nói ca ca nàng Thương Chiêu Tông, nàng biết những thị nữ hầu hạ ca ca tựa hồ đều bị ca ca nàng lâm hạnh qua sự tình này tàu tử cũng biết nhưng tàu tử làm vợ lâu dường như càng ngày càng biết đúng mực vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt thời điểm không nên biết thì không biết nhưng nếu thị nữ nào có ý đồ không an phận tàu tử hạ thủ sẽ không khách khí tìm chút lý do liền xử trí ca ca đuối lý hàm hàm hồ hồ cũng không dám nói gì nàng thân là người đứng xem có thể nhìn ra một chút đầu mối chỉ là không hỏi đến cũng coi như không biết mà thôi kia không phải sự tình nàng nên hỏi đến, hỏi rõ mọi người đều lúng túng. Không những ở vương phủ, ở các gia đình giàu có khác chuyện tương tự như vậy hẳn là bình thường, đều là bề ngoài che lấp không đề cập tới mà thôi. Lúc còn thiếu nữ, mẫu thân dạy nàng nữ đức, cũng đề cập qua sự tình tương tự, dạy nàng tương lai lúc đối mặt nên xử lý như thế nào. Ca ca tẩu tử bảo ẩn giấu, nàng biết là vì muốn tốt cho nàng, nhưng lời đến trên đầu mau lưu sơn trang, nàng lại tự chủ trương quyết định nói ra, không muốn ẩn giấu, bằng không ngày nào đó bại lộ ra, chỉ sợ sẽ càng không chịu nổi, lo lắng càng ngày càng nói không rõ ràng. Kỳ thực lúc trước đám người thương chiêu tông bỏ mặc thương thuộc thanh hầu hạ ngu hữu đạo, làm sao không hy vọng cô nam quả nữ ở chung lâu ngày sinh tình, phát sinh chút sự tình gì đó, chỉ là kết quả khiến người ta thất vọng mà thôi. Nàng kiểm tra phản ứng của Phó Quân Lan, là muốn biết ý nghĩ của Phó Quân Lan, nếu như có thể tiếp nhận thì tiếp tục, nếu như thực khó có thể tiếp nhận, cần gì phải miễn cưỡng người ta. Tựa hồ sợ đối phương không tin thương thục thanh chỉ chỉ mặt mình nhờ công tử không chê đạo gia là chướng mắt ta ý tứ là nghiêu hữu đạo chướng mắt mình xấu xí phó quân lan cũng chỉ hoảng hốt ngây người một thoáng sau đó vội vàng khoát tay nói quận chúa không cần giải thích ta tin tưởng quận chúa chỉ là do so dự một chút cuối cùng hạ giọng nói để tránh ảnh hưởng danh dự của quận chúa sự tình này đừng để người nhà ta biết trong nhà có ít người kiến thức nông cạn thương thục thanh choáng váng minh bạch ý tứ trong lời nói của đối phương, tuy phó gia kém xa vương phủ, nhưng ít nhiều gì cũng là thế gia ở Nam Châu, nhi tử thế gia cưới thị nữ của người khác làm chính thê không phải sự tình hào quang gì, truyền đi sẽ không tránh khỏi có người ở sau lưng đâm thọc. Trong lòng âm u, bất quá trên mặt vẫn nỗ lực mỉm cười nói: "Cảm ơn công tử không ghét bỏ." "Được, Thanh nhi biết rồi, nghe công tử phân phó." Phó Quân Lan nở nụ cười, dường như vô sự, nhưng tiếp đến, trong thùng xe lộ ra có chút an tĩnh thương thục thanh đối với tương lai cực kỳ mờ mịt thanh nhi bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu quen thuộc còn có tiếng vó ngựa rèm cửa sổ bị người đẩy ra hai người nhìn ra chỉ thấy vương phi phượng nhược nam đang cưỡi ngựa đi song hành tàu tử sao ngươi đến rồi thương thục thanh kinh ngạc phượng nhược nam cúi đầu nhìn thấy phó quân lan ở trong xe hành lễ không khỏi cười nói phó công tử không cần đa lễ sau đó mới trả lời thương thục thanh ta đã lâu không gặp người mao lư sơn trang người đã đến đại bàn của chúng ta về tình về lý ta đều nên gặp gỡ nên đi cùng các ngươi trên thực tế này là thương chiêu tông suy nghĩ lo lắng có cái gì không thích hợp quyết định để lão bà của mình ra mặt nắm chắc cục diện miễn cho sinh ra ngoài ý muốn như hữu đạo nói rồi đừng đón gió tẩy chân tạm thời duy trì một chút khoảng cách hắn qua không thích hợp nhưng phượng nhược nam ra mặt lại cực kỳ thích hợp nam chủ nhân không thiết yến tiếp đón cho thấy dụng ý giữ một khoảng cách nhưng phượng nhược nam từng nợ nhân tình của ngưu hữu đạo năm đó hắn và phượng nhược nam quan hệ rất tốt rất nhiều người đều biết người mau lưu biệt viện đến phượng nhược nam niệm tình lấy thân phận cá nhân thiết yến khoản đãi là thích hợp vương phủ cách lữ quán không xa không bao lâu thì đến mọi người xuống xe người gác cửa cũng nhận thức vội vàng đi thông báo tuy là địa bàn của thương chiêu tông nhưng nơi này không phải địa phương người nào cũng có thể tự tiện xông vào đặc biệt là tình huống của ngưu hữu đạo không thích hợp để tu sĩ quan sát nhiều huống hồ tu sĩ của tử kim động không biết chuyện chính là thời điểm nhìn chằm chằm dụng ý của mao lưu biệt viện tất cả tu sĩ hộ vệ đều bị ngăn ở ngoài cửa ngay cả phó quân lan cũng bị ngăn cản phải nhờ phượng nhược nam và thương thục thanh giải thích một thoáng mới cho đi quy củ nghiêm ngặt như thế làm phó quân lan càng ngày càng khẩn trương thương thục thanh thấy mao lưu biệt viện đề phòng cũng có chút ngoài ý muốn dường như có chút khác biệt tình huống nàng biết rõ trước đây chỉ cần là nàng ra mặt nha hoàn xa lạ cũng có thể tùy thời ra vào mao lưu sơn trang trong phòng khách, đám người nghiêu hữu đạo đang đàm luận, biết Phượng Nhược Nam và Thương Thục Thanh đến, hơn nữa Thương Thục Thanh còn mang đến phu quân tương lai, nghiêu hữu đạo cho Vân Cơ một cái ánh mắt, Vân Cơ lập tức đứng dậy, nghiêu hữu đạo lập tức theo nàng rời đi. Thân phận trước mắt của nghiêu hữu đạo là người Độ Vân Sơn, tên Vương Khiếu, là thủ hạ tùy tùng của Vân Cơ. Vân Cơ ở Mao Lư Biệt Viện nhất quán điệu thấp, không chọc người chú ý, lại tùy thời có thể gặp đám người quản phương nghi, cái thân phận yểm hộ này là không thể thích hợp hơn hai người ra chính sảnh, đi ở trong đình, Ngưu Hữu Đạo có ý quay lưng về phía đại môn. Quản Phương Nhi cũng ra chính sảnh, nhìn thấy đám người Phượng Nhược Nam đi tới, lập tức nở nụ cười xuống bậc thang ninh tiếp. Viên Cương mặt không hề cảm xúc đứng ở trên bậc thang, hắn không quen nghênh đón khách sáo. Để người bất ngờ là, ánh mắt của Thương Thục Thanh bỗng nhiên sững sờ, rơi vào một phương hướng, trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, càng cải biến hướng đi, thẳng đến Lương Đình. Chương 1763, Vương Khiếu Quản Phương Nghi đi tới nghênh tiếp ngạc nhiên, Phượng Nhược Nam phát hiện tiểu cô tử đột nhiên rời đi cũng kinh ngạc. Phó quân Lan cái gì cũng không hiểu liền đi theo thương thục thanh. Quản Phương Nghi và Phượng Nhược Nam đều dừng bước nhìn lại, viên cương cũng ngơ ngác nhìn. Vân cơ ngồi ở trong đình tựa hồ hơi ngồi không yên, hơi di chuyển cái mông, thấp giọng nhắc nhở. Mấy gia hỏa kia có ý tứ gì? Sao quận chúa lại đến? Cái gì? Như Hữu đạo cũng có chút ngạc nhiên, không đi bái kiến chính chủ như Quản Phương Nghi, này đến nơi này làm gì? Thương Thục thanh hẳn phải biết tình huống trong Mao lưu biệt viện mới đúng, thời điểm này cần kéo quan hệ với Vân Cơ sao? Người thông minh như hắn cũng nhất thời không rõ, hắn còn không có phản ứng qua là chuyện gì xảy ra, thương Thục thanh đi tới phía sau hắn đã hành lễ, mang theo vài phần vui sướng gọi. Đạo gia, một tiếng đạo gia này thật kinh tâm động phách, viên cương, quản phương nghi, Vân Cơ còn có nghiêu hữu đạo đều há hốc mồm, cái tình huống gì? Đạo gia, Phượng Nhược Nam sướng sờ ở tại chỗ cũng ngây ngốc nhìn, còn tưởng mình nghe lầm, thương thục thanh không biết nàng là biết nha nghiêu hữu đạo đã chết ở trong thánh cảnh chân tướng thế nào thương chiêu tông không có nói cho nàng nàng không biết đừng nói hắn những hộ vệ trong mao Lư biệt viện cũng cả kinh ở đây người kinh hãi nhất chính là nghiêu hữu đạo có thể nói sợ đến run rẩy nếu như chuyện này truyền đi sẽ chết người a à. hắn không dám chuyển động có ý tứ gì là gọi ta sao nghĩ lại phát hiện này là ý nghĩ ngu ngốc trong mọi người có thể để thương thục thanh gọi đạo ra còn có người khác sao cái tình huống gì, lẽ nào Thương Chiêu Tông không bảo thủ bí mật? Quản Phương nghi khẩn trương, nàng cũng hoài nghi là Thương Chiêu Tông không bảo thủ bí mật. Một tiếng đạo gia cơ hồ làm toàn trường bất động, cơ hồ yên lặng như tờ, chỉ có Phó Quân Lan cái gì cũng không biết, cũng đi theo hành lễ. Tiểu sinh bái kiến đạo gia là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, như hữu đạo chậm rãi xoay người. Thấy không hồi phục, Thương Thục Thanh còn thật cao hứng nói. Trước không biết, nguyên lai đạo ra từ thánh cảnh trở về, ta tiếng nói im bặt, sửng sốt, trên mặt vui sướng trong nháy mắt ngưng trệ, bởi vì nhìn thấy dung mạo kia, căn bản không phải của Ngưu Hữu Đạo. Tuy Ngưu Hữu Đạo ngụy trang khó giấu pháp nhãn tra kỹ, nhưng cũng không đến nỗi thô giáp, phàm thai mắt thường là không cách nào tra rõ. Nghe được câu trước không biết, nguyên lai đạo ra từ thánh cảnh trở về, lại thấy phản ứng của Thương Thục Thanh, Ngưu Hữu Đạo có sung động che mặt khóc, nguyên lai là hiểu lầm, suýt chút nữa dọa chết bảo bảo, tâm tình rốt cuộc bình tĩnh. May là hắn cũng coi như từ trong sóng to gió lớn đi qua, nhịn được, bình tĩnh hỏi: "Cô nương gọi ta, ngươi là ai?" Thanh âm tự nhiên là đã cải biến, vừa nghe lời này, Phó Quân Lan bối rối, phát hiện đi tới chỗ ở của cao nhân, đầu óc mình có chút theo không kịp, lẽ nào là nhận sai. Trên mặt thương thuộc thanh lóe qua thần sắc lúng túng, cũng không nhịn được hỏi: "Tiên sinh là?" Ánh mắt của Vân Cơ nhận ra động tác ám hiệu của Ngưu Hữu Đạo, lập tức tiến lên nói xen vào: "Hắn là người của Độ Vân Sơn ta." tên vương khiếu quận chúa chẳng lẽ người biết hắn sao vương khiếu thương thục thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt của ngưu hữu đạo trần trừ lắc đầu Vân cơ lại nói với ngưu hữu đạo vương khiếu vị này là muội muội của dung thân vương quận chúa đại yên quốc thương thục thanh ngưu hữu đạo lập tức cung kính hành lễ vương khiếu gặp qua quận chúa thương thục thanh cúi người đáp lễ là thanh nhi vô lễ mong tiên sinh thứ tội quận chúa cũng coi như là người của mao lư sơn trang không cần khách sáo Quản Phương Nghi phản ứng lại, nhanh chân đi qua trêu ghẹo, Tiểu Tâm can sợ đến nhảy thì thịt rốt cục cũng hạ xuống, cười đến sán lạn, phất tay rời đi mọi người chú ý, cũng hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. "Quận chúa, nơi này không phải địa phương nói chuyện, còn có vị tiểu huynh đệ này, đi, đồng thời tới chính sảnh dùng trà, có lời gì ngồi xuống từ từ nói." Đồng thời nhiệt tình mời Phó quân Lan, làm Phó quân Lan liên tục khách khí. Nguyên lai là nhận lầm người, các hộ vệ lộ đầu ra nghi ngờ cũng lui mất. Viên cương chậm rãi thở ra một hơi, coi như là hắn, vừa nãy cũng bị dọa đến run chân, cái gì gọi là nói lời kinh người, lần này hắn xem như lĩnh hội được rồi. Phượng Nhược Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng như hữu đạo khởi tử hoàn sinh. Tình hình này cũng làm nàng mơ hồ cảm thấy lo lắng, nàng là người biết như hữu đạo đã chết, nam tử này điểm nào giống như hữu đạo chứ. Nàng cũng đã gặp như hữu đạo, ở đây sợ là không ai nhận thức như hữu đạo càng sớm hơn nàng, thời điểm như hữu đạo còn là thiếu niên, hai người liền gặp qua, hai người cũng coi như bạn cũ, so sánh với người trước mắt, không có một điểm giống nhau, nhưng Thanh Nhi mạo muội chạy tới gọi đạo ra, này là cử chỉ điên rồi sao. Lúc trước thời điểm thương thuộc Thanh đâm thủng tâm tư của mình đối với Nghiêu Hữu Đạo, nàng cũng biết đến. Vừa thấy được người Mao Lư Sơn Trang vậy mà là loại phản ứng này, thấy người liền gọi đạo ra, thật để nàng rất lo lắng, nàng thật rất đau lòng tiểu cô tử này, một nữ nhân thật tốt, lại bị mong muốn đơn phương rằn vặt sắp điên rồi. Đau lòng quy đau lòng, Lễ nghi của vương phủ không thể sai sót, phượng nhược nam hô. Thanh nhi, không được vô lễ, thương thục thanh quay đầu lại nhìn nàng một cái, đến bắt chuyện, lại lần nữa nhìn như hữu đạo hạ thấp người, biểu thị ái náy. Như hữu đạo một bộ không dám, chắp tay đáp lễ, nhưng chú ý đến ánh mắt của thương thục thanh y nguyên không chịu buông tha hắn, rõ ràng là theo dõi hai mắt của hắn. Trong lòng như hữu đạo hơi hồi hộp một chút, dịch dung dễ dàng, nhưng ánh mắt khó có thể hoàn toàn cải biến, theo bản năng để ánh mắt dã rời một chút sau đó lại chú ý thấy mũi của thương thục thanh có dấu hiệu nhíu nhíu dường như ra sức người mùi gì đó nghiêu hữu đạo phản ứng cũng nhanh trong lòng thầm kêu không ổn sợ đến cơ hồ nín thở biết rõ mùi thân thể không phải ngừng thở hữu dụng nhưng lại theo bản năng nín thở con mẹ nó ngươi là chó sao lại biết dùng mũi phân biệt người trước hắn sợ nhìn thấy thương thục thanh cho nên mới vội vàng trốn ra ngoài ai nghĩ còn chọc ra sự cố tàu tử ở bên kia triệu hoán thương thục thanh không dám lưu lại quá nhiều xoay người rời đi phó quân lan cũng nhìn ra là nhận lầm người tranh thủ đi theo trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm còn tưởng vừa đến liền nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết kia như vậy còn có thể nhận ra ngươi không phải nói người quen thuộc cũng không nhận ra được sao nghiêu hữu đạo nói thầm quản phương nghi thì thầm tính sai nhà đầu kia trải đầu cho ngươi mười mấy năm quen thuộc bóng lưng của ngươi sợ là không ai bằng nghiêu hữu đạo nói kiếm cho ta mấy bộ xiêm y rộng một chút. Ai biết này lúc thương thục thanh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nghiêu hữu đạo, nghiêu hữu đạo khỏi nói trột dạ bao nhiêu, thở ơ nghiêng đầu nhìn về phía một bên, trong lòng suýt chút nữa gọi thương thục thanh là tổ tông. Quản phương nghi muốn tiếp khách cũng tranh thủ cười sán lạn, líu ra líu díu bắt chuyện mọi người, đi tới bên người thương thục thanh thuận tiện kéo tay nàng, dường như hiện tại mới phát hiện, kinh ngạc không thôi nói. Siêm y của quận chúa thật đẹp, cha cha, tư thái này thật tốt, làm cho bọn ta tự ti mặc cảm a. À xác thực là kinh ngạc, bởi vì thời điểm ở Mao Lư Sơn Trang chưa bao giờ nhìn thấy thương thục thanh mặc trang phục như vậy. Nghiêu Hữu đạo quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn cũng chú ý đến, trước đây cũng chưa thấy qua thương thục thanh mặc như vậy. Đương nhiên, ánh mắt của Nghiêu Hữu đạo càng nhiều là quan tâm Phó Quân Lan, tình huống có quan hệ tới Phó Quân Lan hắn đã tỉ mỉ nắm giữ, người hẳn không có vấn đề gì, nhưng bản tôn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn nhìn người có ánh mắt rất độc đáo, phát hiện tướng mạo của Phó Quân Lan không tệ, từ ngôn hành cử chỉ có thể nhìn ra, là người khá quy củ, thương thuộc thanh gả cho hắn hẳn sẽ không quá ủy khuất. chương 1764, ai thấy một. Tận mắt gặp qua, hắn cũng coi như yên tâm, nếu không luôn cảm giác thiếu nợ thương thuộc thanh cái gì. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng luôn cảm giác có chút thua thiệt nàng. Loại cảm giác này nhắc tới cũng kỳ quái, hắn là người cực kỳ bình tĩnh và lý trí, sẽ không bởi vì giúp hắn trải đầu liền thế nào, huynh muội thương thị đạt được vượt xa trả giá, về tình về lý hắn đều không nợ cái gì, nói là huynh muội thương thì nợ hắn càng nhiều cũng không quá đáng. Thế nhưng loại cảm giác khó hiểu kia, hắn cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, có lúc thậm chí có thể cảm giác được nàng nhìn mình, vừa quay đầu lại phát hiện nàng quả nhiên nhìn mình. Không nương nói dẫn rồi, bên kia thương thục thanh khiêm tốn trả lời, bị thổi phồng có chút lúng túng, mặt đỏ bừng, phó quân lan còn ở bên người A. Loại siêm y này lộ ra tư thái, cảm giác đi ra gặp người luôn bị người nhìn chằm chằm, đặc biệt là ánh mắt các nam tử, thực là có chút ngượng ngùng, không muốn mặc, thế nhưng bị tẩu tử làm cho không có biện pháp. Vừa nghe thổi phồng, Phượng Nhược Nam mặt mày hớn hở, trong lúc vô ý bị thổi phồng, này đều là công lao của nàng, nhìn thương thục thanh nháy mắt, có vẻ như nói, ánh mắt của tẩu tử không tệ chứ. Quản phương nghi nắm tay thương thục thanh, nhiệt tình mang đi, đồng thời bắt chuyện người khác, trong phong trần pha trộn nhiều năm, chào hỏi khách khứa là sở trường của nàng. Một đám người vào trong đại sảnh nói chuyện viên cương lại không tiến vào hắn không quen cùng một đám nữ nhân nhiều lời ánh mắt nhìn về phía ngư hữu đạo thả tay xuống vân cơ bỗng lên tiếng ngư hữu đạo ngạc nhiên cái gì vân cơ nhíu mày ta bảo ngươi thả tay đang chắp ở sau lưng xuống ngươi phải hiểu rõ hiện tại ngươi là tùy tùng của ta luôn ở trước mặt ta theo bản năng chắp tay tính là chuyện gì xảy ra không muốn bị người nhận ra thì thành thật một chút ngư hữu đạo vô ngữ tranh thủ thả hai tay xuống âm thầm đổ mồ hôi dịch dung dễ dàng thói quen khó sửa, hắn chỉ sợ một chút động tác theo thói quen, ngay cả kiếm cũng không dám cầm, sợ theo bản năng chống trên đất, động tác này đứng ở trong đám người của Mao Lư biệt viện quá dễ thấy. Hiện tại kiếm luôn thắt ở trên eo, tay không tìm thấy chuôi kiếm đành phải để ra sau lưng che giấu. Đi, đừng ngốc ở chỗ này, đi vào nội viện. Nghiêu Hữu đạo nói thầm một tiếng, hắn có chút sợ ánh mắt kia của thương thục thanh, bị liếc mắt nhìn liền trột dạ. Vân cơ biết hắn trột dạ, khóe miệng hiện lên cười gần, bất quá vẫn đứng dậy vương khiếu làm vì tùng lập tức đi theo nàng viên cương nhìn qua phát hiện còn rất có mô có dạng vốn tưởng trốn đến hậu viện là không sao ai biết thời khắc đứng ở đình đài nhìn quanh phát hiện một đám nữ nhân dường như đang du viên nghiêu hữu đạo lại sợ đến trốn về phòng nhìn vân cơ nói làm sao còn ngao du hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra vân cơ cười gần, đi ra ngoài sau đó trở về báo cho hỏi qua vị quận chúa kia rất để ý người của ao lư biệt việt nên tận tình địa chủ xem mọi người ở lại hoàn cảnh thế nào. Không nương nói bảo ngươi trước tiên tránh một chút, người đi rồi sẽ thông báo cho ngươi. Như hữu đạo không lên tiếng, trốn ở trong phòng không lộ diện. Tới gần trạng vạng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đàn du dương. Như hữu đạo đi ra phòng ngóng nhìn, phát hiện đám người quản phương nghi tụ tập, không biết chuyện gì xảy ra. Phó quân lan thật giống như bày ra tài hoa, đang đánh đàn. Như hữu đạo lập tức vào trong nhà cầu nhau. Không nương uống lộn thuốc hả? đã như vậy còn không nhanh đuổi người đi làm sao còn đánh đàn thật là bừa bãi đại tỷ giúp ta hỏi một chút chuyện gì xảy ra vân cơ buồn cười ngươi không phải rất có bản lĩnh sao một nha đầu xấu xí liền có thể dọa ngươi sợ đến như vậy này không giống như ngươi a à. như hữu đạo than thở nói đừng nghịch trước ngươi cũng nhìn thấy nàng hầu hạ ta quá lâu ta lo lắng lòi đuôi đại tỷ lại lộng xuống sẽ chết người sẽ chết rất nhiều người mau đi đi vân cơ nhíu mày Ngươi thật coi ta thành hạ nhân sai vặt, đều là ta sai, ngài đại phát từ bi có được hay không? Nghiêu hữu đạo cúc cung, hừ, vân cơ khinh thường một tiếng, đi ra ngoài. Sau đó đợi nàng trở về, như hữu đạo phát hiện trong thần sắc của nàng có mấy phần cổ quái, không khỏi hỏi. Thế nào, vân cơ tựa như cân nhắc nói, quận chúa không chịu đi, ở trên địa bàn của người ta, lại không tiện cường hành trục khách, hồng nương cũng không có biện pháp. Không chịu đi, nghiêu hữu đạo kỳ quái cái gì gọi là không chịu đi này có thể tùy ý nàng sao hồng nương là chuyện gì xảy ra ngay cả đuổi một người cũng đuổi không được sao vân cơ nhắc nhở hồng nương nói trước đó đi dạo xảy ra vấn đề đi dạo xảy ra vấn đề có thể xảy ra chuyện gì nghiêu hữu đạo có chút không rõ ý gì ta không thích nói đùa nói rõ ràng đi vân cơ chừng trở về nói đùa gì ta không nói đùa với ngươi hồng nương nói khi đi dạo nhà đầu kia phát hiện không đúng đi dạo một vòng, phát hiện người mau Lư biệt viện dường như dốc toàn lực, đặc biệt là nhìn thấy Ngũ Lương Sơn mang theo hết thải kim xí, không giống như quá cảnh Nam Châu, hỏi vài câu, nhưng không chiếm được trả lời chân thực, liền tìm lý do không đi nữa. Hơn nữa trước đó Vương Phi nói muốn thiết yến, muốn cho mọi người đón gió tẩy trần, nhà đầu kia bắt được cớ này, nói cái gì nhất định phải ở lại. Không Nương nói, không có biện pháp đuổi, đuổi sẽ càng không bình thường, càng sẽ khiến hoài nghi. Người khoan hãy nói, trước đây nhà đầu kia nhìn như ngoan ngoãn biết điều nhưng lại rất có ánh mắt nghiêu hữu đạo càng ngày càng không rõ hoài nghi cái gì phân cơ ta nào biết nàng hoài nghi cái gì hồng nương nói nhà đầu kia bắt đầu nghi thần nghi quỷ nhìn chăm chú bất tiện lảng tránh quá lâu vội vàng bàn giao vài câu ta không rõ ràng nàng nói cũng không rõ ràng bất quá còn có thể hoài nghi cái gì hoài nghi ngươi là đạo gia a à? hồng nương nói rồi để ngươi không lộ diện là được nghiêu hữu đạo đau răng không lên tiếng tạm thời cũng chỉ có thể làng tránh. Đúng lúc này, tiếng đàn bên ngoài đột nhiên dừng lại, tiếp đến vang lên tiếng vỗ tay. Hai người nhìn nhau, không biết phát sinh sự tình gì, đều không nhịn được ra ngoài nhìn. Chỉ thấy vẫn là ở lầu các, Phó Quân Lan đã đứng lên, liên tục chắp tay, dáng vẻ xin tha. Trong thanh âm cổ vũ có thể nghe ra, là muốn Phó Quân Lan tấu thêm một khúc. Khen hay to nhất là Vương Phi Phượng Nhược Nam, mãnh liệt yêu cầu Phó Quân Lan tấu thêm một khúc cũng là Phượng Nhược Nam dường như muốn để Phó Quân Lan tận lực bày ra tài nghệ cho mọi người thấy, chứng minh Phó Quân Lan cũng không kém. Còn người khác thuần túy là cổ vũ mà thôi, như hiểu đạo lẩm bẩm cầm kỹ bình thường, xem ra Vương Phi rất hài lòng cậu em rể này. Không dám, không dám, tiểu sinh tài năng kém cỏi ở trước mặt quận chúa đã là bêu xấu, cầm nghệ của quận chúa mới là cao siêu chân chính. Trong tiếng cổ vũ lúc ẩn lúc hiện truyền đến thanh âm xin tha của Phó Quân Lan, đầu mâu chỉ về phía thương thuộc thanh, để mọi người mời Thương Thục Thanh biểu diễn. Hắn nhiều lần xin nghỉ, bên quản phương nghi hiển nhiên là không sao cả, còn ước gì những người này sớm đi mới tốt, chỉ là không tiện phá nhiệt tình mà thôi. Thấy hắn thực chối từ, Phượng Nhược Nam rất hào khí hô. Thanh Nhi, phó công tử cho mời, người cũng đừng giấu giấu giếm giếm, một người một khúc, bổ sung lẫn nhau, vừa vặn tương xứng. Dường như Thương Thục Thanh cũng không có nhã hứng, không ngừng xua tay chối từ. Nhưng Phượng Nhược Nam cố ép, tự mình vào sân kéo Thương Thục Thanh ra, mạnh mẽ nhấn ngồi xuống, ý tứ phảng phất như hôm nay ngươi nhất định phải nghe ta, nhất định phải diễn tấu. Kỳ thực trong lòng nàng cũng có ý phát tiết, nam nhân của Mao Lưu Sơn trang trướng mắt muội tử nhà ta, ta liền để các ngươi nhìn xem muội tử của ta thế nào, không thể trông mặt mà bắt hình rong. Chương 1765, ai thấy khai? Chương 1765, ai thấy khai? Nàng ghét nhất người ta trông mặt mà bắt hình rong, bởi vì bộ dạng của nàng cũng không ra sao, cảm thấy nam nhân có mắt không tròng trong thiên hạ quá nhiều. Trước chủ động để phó quân Lan bày ra tài nghệ, là muốn để người Mao Lư Sơn Trang nhìn, em rể của ta cũng không kém. Có lúc thương thuộc thanh thật không chịu được tẩu tử của mình, thí dụ như thay y phục, người không thay, nàng có thể cường hành lột y phục của ngươi, người thay hay không thay. Một thuộc nữ, sao có thể phân cao thấp với nữ tướng xa trường, đừng nói nàng, ngay cả ca ca nàng cũng bị tẩu tử đánh nằm sấp. Lúc này bị kéo ra, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi người, bằng không tổ tử của nàng sẽ không bỏ qua. Đa ngón tay ngọc nhỏ dài kéo dây, bắn ra thanh âm dễ nghe, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiếng đàn cũng từng bước vang lên, lúc thì như nước suối len keng, lúc thì như cao sơn lưu thủy, lúc thì mây tụ mây tan, làm cho người ta mơ màng vô tận. Vân cơ gật đầu, ân, cầm nghệ của quận chúa này đích xác cao minh hơn nam nhân kia không ít, trong tiếng đàn cương nhu cùng tồn tại, trong nháy mắt ẩn dấu ý cảnh. Nghiêu hữu đạo không lên tiếng lắng nghe. Tuy khán giả ở đây không phải người người tinh thông đạo này, nhưng hay giờ ai cũng có thể nghe ra, đều dần dần nghe nhập thần. Thần sắc của Phó Quân Lan hơi dị dạng, trong mắt hơi có thần thái quý mến. Mọi người nghe nghe, tâm tình bỗng theo tiếng đàn dần dần thay đổi mà phiền muộn theo, khúc phong đã biến, làn điệu cũng bất chi bất giác cải biến. Mà không biết cớ gì, thương thục thanh cũng bất chi bất giác nhẹ giọng hát. Tiếng ca thanh huyền, ôn nhu êm tai, làm như hiểu đạo không khỏi nhắm mắt, nhưng tai lắng nghe ca từ uyển chuyển, sơn không nói, biển xanh, thấy ai bồi hồi, phong ma nham, mưa luyến mái hiên, thấy ai bồi hồi, cỏ xanh biết phong ca, biết hồ gợn sóng, yểu điệu là thục nữ, hàng năm phương hoa hành. Vô sơn thiển u nhược, ở tại Long Uyên, ai thấy? Sơn không nói, biển xanh, giọng hát huyền chuyển, lăn qua lộn lại chỉ mấy câu, quản phương nghi dần dần nghe rõ ý vị trong ca từ. Viên mắt của quản phương nghi đỏ bừng, bỗng nhiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía người nào đó dựa vào lan can, rất muốn hỏi hắn người có nghe minh bạch không người nào đó nhắm mắt không nói thờ ơ không động lòng không biết có nghe minh bạch hay không phó quân lan ngơ ngác nhìn thương thục thanh đánh đàn ngâm sướng không biết vì sao nàng đột nhiên yêu thương như vậy vì sao phiền muộn như vậy viên mắt của phượng nhược nam cũng dần dần đỏ ửng chú ý đến phản ứng của phó quân lan bỗng nhiên đứng lên ngắt lời nói mọi người đang cao hứng được rồi đừng hát nữa thương thục thanh nghe tiếng cũng từ trong ca khúc tỉnh táo lại tiếng ca ngừng, mười ngón nhấn ở trên dây đàn. Lúc này cũng ý thức được mình thất thố, lúng túng đứng lên, nhìn mọi người hạ thấp người, biểu đạt ái náy. Nàng mới vừa đi ra, Phó Quân Lan đã đứng lên hỏi. Quận chúa, ca khúc này thật êm tai, có tên hay không? Thương Thục Thanh ngượng ép cười nói. Tác phẩm ngẫu hứng, khó đến nơi thanh nhã, đảm đương không nổi Phó Công Tử khen tặng, không có tên. Phó Quân Lan không cho là đúng lắc đầu, cũng không phải quá khen, mà là xác thực êm tai, nếu như thành ca khúc vô danh chẳng phải đáng tiếc xin quận chúa lưu danh quản phương nghi không nhịn được nước mắt nhìn hắn trong lòng nói thầm nói chuyện có vẻ nho nhã nhưng tính cách không chịu được đâu xứng với thương thục thanh chạy tới cái thứ gì a à? thấy hắn ở trước mặt mọi người nói như vậy thương thục thanh không tiện để hắn ở trước mặt mọi người mất mặt suy tư một chút mới trả lời liền gọi ai thấy đi ai thấy phó quân lan hưng phấn vỗ tay nói tốt ai thấy tên rất hay quay đầu lại ta nhất định chép lại từ khúc, chép lại có thể bán lấy tiền sao. Trong lòng quản phương nghi lại lầm bẩm một câu, trước còn cảm thấy là người trẻ tuổi rất không tệ, lúc này bỗng nhiên cảm thấy nhìn hắn có chút không vừa mắt. Ai thấy, như hữu đạo cũng nói thầm một tiếng, vân cơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn yên lặng xoay người đi ra, không lên tiếng trở về phòng. Viên cương cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn, tựa hồ bị từ khúc của thương thục thanh quét hết hưng phấn, phượng nhược nam không náo nhiệt nổi, rốt cục không cổ động nữa, yên tĩnh rồi. Đèn hoa thắp lên, màn đêm buông xuống, yến tịch đón gió tẩy trần cũng triển khai, lại là một phen náo nhiệt. Phía trước náo nhiệt, phía sau an tĩnh, như hữu đạo lại quên vân cơ bàn giao, đứng chắp tay nhìn ánh trăng, suy nghĩ xuất thần. Bất quá cũng không quan hệ, lúc vân cơ ở bên người, thân làm một tùy tùng chắp tay có vẻ không thích hợp, sẽ làm vân cơ giống như tùy tùng. Lúc này vân cơ không có mặt, một người chắp tay lại có quan hệ gì viên cương đứng ở xa xa thì độ cao cảnh giác bốn phía bởi vì ít người biết thân phận của đạo gia lực lượng hộ vệ ở nơi này sẽ không trọng điểm bảo hộ đạo gia thật muốn bố trí như vậy mà nói người khác muốn không nghi ngờ thân phận của đạo gia cũng khó hắn tự mình ở trong bóng tối ra trận phụ trách cảnh giới bỗng một bóng người từ tiền viện xuất hiện dưới ánh trăng từ từ đi tới rõ ràng là nữ nhân viên cương nhìn chăm chú kết quả phát hiện là thương thuộc thanh chạy đến hậu viện hết nhìn đông tới nhìn tây không biết đang tìm cái gì lý do của thương thục thanh là đi ra vệ sinh lâm thời rời bàn còn đi tìm cái gì chỉ có trong lòng nàng rõ ràng cuối cùng ánh mắt dừng ở trên bóng dáng kia trầm mặc cuối cùng đi về phía nghiêu hữu đạo viên cương bước ra một bước muốn tiến lên ngăn cản cũng là đúng lúc cảnh báo nghiêu hữu đạo hắn biết lúc này nghiêu hữu đạo không muốn gặp thương thục thanh dễ dàng có chuyện nhưng không biết vì nguyên nhân gì viên cương nhíu mày một cái vậy mà thu chân lại chờ mắt nhìn thương thục thanh đi về phía nghiêu hữu đạo. Nếu để cho nghiêu hữu đạo biết, không biết sẽ tức giận như thế nào, sự tình như vậy sao có thể trò đùa. Bất quá tu vi của nghiêu hữu đạo không phải trang trí, mới đầu chỉ là bởi vì thất thần không lưu tâm, đợi đến tiếng bước chân tới gần làm sao có thể không nhận ra. Nhưng tiếng bước chân này hắn rất quen thuộc, buổi sáng an tĩnh nghe tiếng bước chân này bao nhiêu năm, làm sao có thể không nhận ra. Người đã cách rất gần đứng ở phía sau, làm hắn không nhúc nhích còn hai tay đang chắp sau lưng kia, tiếp tục chắp cũng không phải, thả xuống cũng không phải. Trên lầu các, Vân Cơ nghiêng người lộ ra nửa mặt, nín thở ngưng thần lặng lẽ nhìn phía dưới, ánh mắt lấp lóe. Tuy viên cương cảnh giới, nhưng chân chính bảo hộ Ngưu Hữu Đạo trái lại là Vân Cơ, này cũng coi như là nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo đi theo bên người Vân Cơ. Dưới tình huống trước mắt, đa số người Mao Lư biệt viện đều không biết thân phận của Ngưu Hữu Đạo, bao quát phu chiếu hành sẽ không liệt Ngưu Hữu Đạo vào đối tượng bảo hộ, Vân cơ coi như biết tình huống là nhân tuyển bảo hộ nghiêu hữu đạo tốt nhất. Hai người đứng rất gần, nam nhân nhìn ánh trăng trong nước không nhúc nhích, nữ nhân đứng ở phía sau nhìn lưng hắn, hai người chỉ cách hai bước. Tiên sinh, ngữ khí của thương thục thanh như có bất an gọi, nghiêu hữu đạo hít sâu một hơi, quay người sang, kinh ngạc chắp tay hành lễ. Gặp qua quận chúa, sau đó không hiểu nói, quận chúa không ở tiền sảnh dự tiệc, cứ gì đêm tối lại tới đây. Thương thục thanh hành lễ, sau đó nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo, ôn nhu nói thanh nhi có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo tiên sinh như hữu đạo cười khổ quận chúa ta là người độ vân sơn đối với tình huống của Mao lư biệt viện thực không quá rõ ràng quận chúa tìm sai người rồi muốn hỏi cái gì tìm hồng nương tốt nhất thương thục thanh tiên sinh còn không biết thanh nhi muốn hỏi cái gì sao lại nói không biết như hữu đạo lắc đầu vậy xin hỏi quận chúa có gì phân phó thương thục thanh Mao lư biệt viện đóng quân ở tử kim động ta xem lần này tuyệt đối không phải ra ngoài bình thường, mà là dốc toàn lực, cũng rút đi từ kim động, tiên sinh có biết là nguyên nhân gì không? chương 1766, đạo gia ở trong thánh cảnh có khỏe không? Như hữu đạo đáp, quận chúa thứ lỗi, tại hạ chỉ là thủ hạ bên người vân sơn chủ, chưa bao giờ rời xa sơn chủ nửa bước, chỉ làm việc, không nói nhiều, cũng không thăm dò lung tung, thực không biết trả lời quận chúa như thế nào. Sơn chủ đã tỏa tu luyện cũng sắp tỉnh rồi, ta phải trở về, nếu như quận chúa không có phân phó khác tại hạ trở về trước nói xong xoay người rời đi thương thục thanh đột nhiên thất lễ vội vàng đưa tay cản lại nghiêu hữu đạo trầm giọng nói xin quận chúa tự trọng thân phận của quận chúa còn không hù dọa được ta thương thục thanh buông tay nhưng dịch bước ngăn ở phía trước còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh nghiêu hữu đạo rõ ràng không cao hứng nói thương thục thanh ta biết người tu hành có pháp lực thông thiên giỏi về cải biến dung mạo nhìn khuôn mặt tiên sinh biểu cảm đông cứng, không biết có phải dịch dung hay không, nếu có, quen biết tức là hữu duyên, Thanh Nhi có thể may mắn nhìn thấy chân dung của tiên sinh hay không. Điểm này nàng nói không sai, mặt nạ gì đó phàm nhân muốn đeo cũng rất khó khăn, nhưng đối với tu sĩ lại cực kỳ đơn giản, thì pháp một chút là có thể dễ dàng sử dụng. Lấy xuống mặt nạ, này quả thực là chuyện cười, nhiều hữu đạo làm sao có khả năng ở trường hợp này lấy xuống mặt nạ, trầm giọng nói. Việc riêng tư cá nhân, quận chúa không khỏi làm người khác khó chịu xin tránh ra bằng không đừng trách ta đắc tội thương thục thanh tiên sinh thứ tội thực sự là tiên sinh rất giống một vị cố nhân của thanh nhi đạo gia nghiêu hữu đạo buồn cười nói chẳng lẽ quận chúa còn cảm thấy ta giống nghiêu hữu đạo sao thương thục thanh lẽ nào chân dung của tiên sinh không thể lộ ra ánh sáng sao nghiêu hữu đạo ta nói là việc riêng tư cá nhân bất tiện lộ diện quận chúa ngươi không cảm thấy ý nghĩ của ngươi rất buồn cười sao như hữu đạo đã chết rồi, lẽ nào người chết còn có thể phục sinh sao? Ta còn thực không biết trên đời ai có thể có bản sự này. Thương Thục Thanh sừng sốt, bỗng run giọng nói. Ngươi nói cái gì, Nhiêu Hữu Đạo đã chết rồi. Lần này ngược lại đến phiên Nhiêu Hữu Đạo sướng sờ, kỳ quái nói. Nhiêu Hữu Đạo ở thánh cảnh gặp nạn, đã chết rồi, lẽ nào quận chúa không biết. Thương Thục Thanh có chút tức giận. Ngươi nói bậy, tiên sinh, người chú người như vậy, không cảm thấy không thích hợp sao coi như là vân sơn chủ của các ngươi, cũng sẽ không chú đạo ra như vậy chứ. Như hiểu đạo kỳ quái, có lầm hay không, nữ nhân này thật không biết. Trước còn tưởng thương thuộc thanh biết, cho rằng sẽ bị nhìn thấu, sợ đến quá sức. Hiện tại mới hiểu thương thuộc thanh căn bản không biết tin như hiểu đạo qua đời, hắn đương nhiên muốn nhân cơ hội thoát thân. Quận chúa, như hiểu đạo đã chết ở trong thánh cảnh, sự tình này cả tu tiên giới đều biết a. À. Chính bởi vì như hiểu đạo chết rồi, tử kim động mới không dung được người của Mao Lư Biệt Viện mới đuổi người Mao Lưu Biệt viện ra từ Kim Động, bằng không tại sao người Mao Lưu Biệt viện sẽ tập thể xuất hiện ở đây. Sự tình này đám người Vương gia đều biết, vì sao ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ? Ngươi nói bậy, thương thuộc Thanh phản bác, cự tuyệt tin tưởng, nhưng sắc mặt đã biến đổi, hô hấp gấp gáp lên. Nàng không ngốc, hiện tại liên tưởng đến Vương phủ cử động dị thường, dường như có ý ẩn giấu người Mao Lưu Biệt viện tới, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, trong lúc mơ hồ dường như xác minh cái gì, chân tướng để nàng cảm thấy kinh hoàng hơn nữa không muốn tiếp nhận hiện tại nàng tình nguyện tin tưởng tàu tử phượng nhược nam ở vương phủ nói đều là thật như hữu đạo tiếp tục nói loại sự tình này vừa hỏi liền biết thật giả ta làm sao có khả năng nói bậy ta cũng chính là bởi vì mau lư biệt viện có biến sơn chủ vì phòng biến mới lâm thời điều ta đến bên người ta rất kỳ quái đại sự như thế quận chúa làm sao sẽ không biết trái lại dây dưa với ta thương thục thanh không dây dưa với hắn nữa hắn vừa dứt lời, thương thục thanh lập tức xoay người chạy đi. Trời tối, gặp nơi nhô cao còn vấp ngã, ngã xuống đất cũng không kịp để ý trên người phải trăng ô uế ở dưới bóng đêm vội vàng chạy nhanh. Như hữu đạo nhìn theo, khi không thấy bóng người, đột nhiên lạnh lùng nhìn về nơi viên cương ẩn thân, nhìn chăm chú một lúc mới quay đầu, phất tay áo đi vào trong phòng. Vân cơ dựa ở cửa sổ, dáng vẻ như không có việc gì. Chờ một chút, tiếng bước chân đi tới, viên cương đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa, lặng lẽ đi tới phía sau Ngưu Hữu Đạo, mặt không hề cảm xúc đứng thẳng tắp. Sau một trận bình tĩnh, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên xoay người, dán mắt vào Vân Cơ. Vân Cơ có vẻ như che giấu mình mất tự nhiên, thuận miệng nói: "Tai ta bị ù, có người tới gần mới có thể phát hiện." Ngưu Hữu Đạo lại dán mắt vào Viên Cương, "Hầu tử, tai ngươi cũng có vấn đề." Viên Cương trầm mặc, "Ngưu Hữu Đạo, vừa nãy ngươi ở bên cạnh nhìn chứ?" Viên Cương, "Phải, Ngưu Hữu Đạo." Như vậy một người sống sờ sờ tới gần ta, hơn nữa không phải tu sĩ bằng tính cảnh giác của ngươi ngươi đừng nói với ta ngươi không nhìn thấy viên cương nhìn thấy nghiêu hữu đạo bằng bản sự của ngươi không ngăn được nàng viên cương ngăn được nghiêu hữu đạo vậy vì sao ngươi không ngăn trở cảnh báo viên cương bởi vì nàng hoài nghi ngươi nàng quá rõ ràng quan hệ trong nội bộ của chúng ta ở bề ngoài ta và ngươi không có quan hệ gì nếu như ta tự mình ra mặt ngăn cản nàng gặp mặt ngươi ta bằng cái gì tự mình ra mặt ngăn cản nàng nếu ta làm như vậy, càng ngày sẽ càng khiến cho nàng hoài nghi, cho nên không có ngăn cản. Hai mắt Ngưu Hữu Đạo nhắm lại, "Ngụy Biện, ngươi muốn làm gì?" Viên Cương lại trầm mặc, Ngưu Hữu Đạo nhấc tay chỉ đối phương, "Ngươi có biết tật xấu lớn nhất của ngươi ở nơi nào hay không?" Dễ dàng nóng đầu, ưa thích quản sự tình không nên quản, làm người hai đời, chỉ có ngươi nhiều chuyện nhất, ta lau cái mông giúp ngươi bao nhiêu lần. Ngươi có biết lần này mạo hiểm như thế nào hay không? Một khi bại lộ, ngươi có biết sẽ hại chết bao nhiêu người hay không? ta nói cho người biết lại xuất hiện tình huống như vậy vì thoát khỏi dây dưa ta sẽ giết nàng diệt khẩu ngươi hẳn phải biết ta làm được ngươi cũng không cản được ta Cạch, một quyền đấm lên ngực đối phương viên cương lảo đảo lùi về sau hai bước lại đứng thẳng nói vâng lần sau nhất định sẽ chú ý ngươi như hữu đạo chỉ vào cái mũi hắn lại không có cách nào khác phất tay hét cút viên cương xoay người rời đi ai không phải vẫn rất tốt sao bình thường ngươi rất bình tĩnh ngày hôm nay phát tính khí lớn như vậy làm gì? Vân cơ ở bên cạnh đứng nói chuyện không đau eo, như hữu đạo đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Khặc khặc vân cơ ho khan hai tiếng, như không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ bóng đêm rất đẹp. Trong phòng yến hội, mọi người đẩy chén cạn ly, tử hứng không tệ. Quản phương nghi đám người nói, vương phi, sắc trời đã tối, hộ pháp sư theo ngươi còn chờ ở bên ngoài, vương gia hẳn rất lo lắng, nên trở về rồi. Không kém mấy chén rượu, để bọn hắn chờ đi. Phượng Nhược Nam nói, lôi cánh tay của quản Phương Nhi không thả, nhất định phải cùng đối phương uống say. Đột nhiên trong phòng an tĩnh, thấy quản Phương Nhi ngơ ngác nhìn về một phương hướng. Phượng Nhược Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Thục Thanh thở gấp đứng ở cửa. Siêm Y có chút sơ bẩn, sắc mặt cũng rất khó coi, thật giống như xảy ra sự tình gì. Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Phượng Nhược Nam kinh ngạc hỏi. Thương Thục Thanh không đáp, ở dưới mọi người nhìn chầm chầm đi vào ép thẳng tới trước mặt Quản Phương Nhi, hỏi. Đạo gia ở trong thánh cảnh có khỏe không? Lời này làm Quản Phương Nhi có chút trở tay không kịp, cười khan nói. Rất khỏe, Phượng Nhược Nam cũng bị hỏi chấn kinh, tay nắm chén rượu cứng lại rồi. Thương Thục Thanh từng bước áp sát, vì sao tử kim động đuổi người mau lư biệt viện ra? Này, Quản Phương Nhi bị bước cho từng bước lùi về sau, đã ý thức được cái gì, có chút tâm hoảng ý nói loạn. Chỉ là rời đi mà thôi, quận chúa, có phải có người nói bậy gì đó hay không. Chương 1767, Chào Phúng, Thương Thục Thanh lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi, đạo gia ở trong thánh cảnh có khỏe không?" Cạch, phía sau lưng quản Phương Nghi va phải tường, đã không thể lui, miễn cưỡng cười nói: "Ta không phải đã nói rồi sao?" Thương Thục Thanh, "Vậy ngươi sợ cái gì?" "Ta sợ." Quản Phương Nghi giang hai tay ra, nhìn quanh hai bên, phong tình vạn chủng cười khanh khách nói: "Quận chúa nói giỡn, ta nào có sợ cái gì." Thanh Nhi, không được vô lễ. Phượng Nhược Nam tiến lên kéo Thương Thục Thanh ra. Thương Thục Thanh vung tay áo, ngược lại ép về phía nàng. Tẩu tử, có phải ngươi có việc giấu ta hay không? Ta, ta có thể giấu ngươi cái gì? Phượng Nhược Nam trột dạ, cũng bị bước cho từng bước lùi về sau. Thương Thục Thanh từng bước áp sát. Tẩu tử, tẩu tẩu như mẹ, Thanh Nhi vẫn rất kính trọng ngài. Thanh Nhi không tin ngài sẽ lừa gạt Thanh Nhi. Ngày hôm nay Thanh Nhi chỉ cần một câu nói thật của ngài, đạo ra ở thánh cảnh phải trang an toàn, ầm chân sau va vào bàn tử yến phượng nhược nam khó có thể lui nữa đối phương có thể nói ra lời như vậy hiển nhiên đã biết chút gì rồi mà đối phương cũng đã nói tới mức độ này để nàng làm sao có thể lừa gạt nhưng chân tướng phượng nhược nam thực khó có thể mở miệng cực kỳ khó xử nhìn thấy phản ứng của nàng thương thục thanh không ngốc trái lại rất thông tuệ đã hiểu minh bạch thanh âm rung rung nói cũng chính là nói vương khiếu nói thật vương khiếu quản phương nghi và hứa lão lục nhìn nhau Nàng Minh Bạch vừa nãy quận chúa mượn cớ đi ra, hẳn là nhân cơ hội tìm Vương Khiếu. Phượng Nhược Nam không biết nên hồi đáp thế nào, Thương Thục Thanh không muốn khóc, cũng không muốn trước mặt nhiều người như thế khóc, nàng là người có gia giáo, nhưng nước mắt hiểu ra sao chậm rãi chảy xuống, trong đầu là bóng dáng sừng sững của người kia, nàng không dám tin tưởng, người không gì không làm được như vậy, làm sao sẽ chết chứ. Nàng không tiếng động rơi lệ, làm Phượng Nhược Nam lo lắng, tiến lên một bước muốn ôm nàng. Thanh Nhi Thương Thục Thanh đẩy tay nàng ra, không để nàng tới gần, hỏi. Tẩu tử, vì cái gì phải gạt ta? Thanh Nhi, này không phải lừa ngươi, này cũng là vì tốt cho ngươi. Trước mặt mọi người, Phượng Nhược Nam trong lúc nhất thời thật không biết nên giải thích như thế nào, chuyện ra sự không thể muốn nói là nói, đặc biệt là ở ngay trước mặt Phó Quân Lan. Vì cái gì đều gạt ta? Thương Thục Thanh nhìn mọi người, cuối cùng lại nhìn chầm chầm Quản Phương Nhi, đau lòng nói. Không nương, Thanh Nhi tùy tùng đạo ra hơn 10 năm lại không tính người của mao lư sơn trang cũng hơn hẳn nửa người sơn trang lẽ nào bởi vì thanh nhi tướng mạo xấu xí không được người ưa thích nên ngay cả tư cách tế điện cũng không có sao hai tay che ngực run rẩy đã cực kỳ nghẹn ngào gần như tan vỡ quản phương nhi cũng không biết trả lời sao gian nan lắc đầu nói quận chúa không phải như ngươi nghĩ thấy quản phương nhi bị bước chật vật như vậy hứa lão lục bước nhanh tới nói quận chúa chuyện này không liên quan đến chúng ta Nhìn về phía Phượng Nhược Nam, muốn nói là bên vương phủ phân phó, không phải bọn hắn muốn ẩn giấu. Lão Lục, ngậm miệng cho ta, quản phương nghi quát một tiếng, phất tay ra hiệu, hứa Lão Lục nhất thời vô ngữ, chậm rãi lui lại. Phượng Nhược Nam không biết nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn phó quân Lan phất tay. Phó công tử, người mang quận chúa về trước đi, hả, nha, được được, phó quân Lan tỉnh ngộ lại lập tức bước nhanh tới. Ai biết thương thục thanh bỗng nhiên xoay người, bước nhanh đến trước bàn của Phượng Nhược Nam, cúi người hất lên. Chén dĩa ly rượu bay loạn, keng keng ầm ầm, bàn bị nàng lật tung, sợ đến Phó Quân Lan không dám tới gần, có chút há hốc mồm, quận chúa luôn nhã nhận đoan trang, dáng vẻ bây giờ hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Phó công tử, sự tình này không có quan hệ gì tới ngươi. Thương thuộc thanh nước mắt mơ hồ nhìn hắn, dùng khí thế cưỡng chế hắn dừng bước. Phó Quân Lan ngốc tại chỗ, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Phượng Nhược Nam đứng đó không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ lo một câu nói không đúng lại chọc giận em chồng. Đinh linh len ken, thương thục thanh dẫm chén dĩa trên đất, nhanh chân rời đi. Quay đầu lại nhìn bóng dáng đi sâu vào đêm đen, Phượng Nhược Nam hô hoán. Thanh Nhi, Thanh Nhi, người đi đâu? Quản Phương Nghi vội nói. Vương Phi, nhanh đuổi theo, đừng để quận chúa có chuyện. Được, thất lễ, Phượng Nhược Nam ấy náy nói một tiếng, vội vàng bước nhanh đuổi theo, lúc đi ngang qua phó quân Lan không khỏi nói. Ngươi còn ngốc ở nơi này làm gì, còn không đuổi theo. Ô nha nha, phó quân lan lấy lại tinh thần cũng vội vàng chạy theo, kết quả phát hiện bản thân vậy mà không đuổi kịp phượng nhược nam, dưới chân vấp ngã, cuống quyết bò lên lại đuổi theo, nhìn rất chật vật. Quản phương nghi buông tiếng thở dài, phất phất tay, tất cả mọi người lui ra. Lúc đi tới cửa, hứa lão lục lại tới đón, đại tỷ không sao chứ, quản phương nghi ngắm nhìn bầu trời, bị chỉ trích hai câu có thể có sự tình gì, ai, nhớ năm đó lão nương cũng được sương mỹ nhân đệ nhất thiên hạ một thân tu vi thâm bất khả chắc ngày hôm nay lại bị một nhà đầu phàm phu tục tử dọa đến ngay cả lời cũng nói không lưu loát ta trêu ai chọc ai a à. hứa lão lục cười ha ha nói này không phải trận đao giúp phương phủ sao quản phương nghi chừng mắt cười cái gì có cái gì buồn cười cười trên nỗi đau của người khác phải không lại cười ta cho ngươi đẹp mắt hứa lão lục không dám cười nữa ta lại trêu ai chọc ai a à. quản phương nghi xem thường nhìn hắn lại than thở đều nói hồng nhan bạc mệnh ta cho rằng chỉ có nữ nhân đẹp không biết nặng nhẹ mới sẽ khó được chết tử tế nhưng nhà đầu này từ nhỏ thành cái dáng dấp này sinh ở trong nhà thiên hoàng quý tộc nhưng không hưởng được cái phúc kia cả đời tự ti mặc cảm thật là mệnh khổ nói đến đây đột nhiên mắt nàng sáng lên quay đầu nhìn về phía hậu viện đều là tiện nhân kia làm ra chuyện tốt ta tìm hắn tính sổ đi cái gọi là tiện nhân là chỉ như hữu đạo cái gì vương khiếu nói không phải là nghiêu hữu đạo nói sao nếu không làm sao lúng túng như thế nhưng hứa lão lục không biết đuổi tới tiện nhân nào quản phương nghi phản ứng lại phát hiện mình nói lỡ miệng sửa lời nói trừ vân cơ còn có ai ngay cả thủ hạ của mình cũng quản không được không phải tiện nhân là cái gì ta nói ngươi theo ta làm chi thích xem nữ nhân cãi nhau phải không cút hứa lão lục vô ngữ dừng lại bên cửa sổ lầu các vân cơ quay đầu lại nhắc nhở không nương giận đùng đùng đến rồi chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân đến, sau đó cửa bị đẩy ra, quản phương nghi nhanh chân đi vào, hai tay thi pháp đóng cửa, vọt thẳng đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Họ Vương, người có ý tứ gì? Ý tứ gì? Ngưu Hữu Đạo bị hỏi không biết ra sao, chỉ vào nàng. Không biết hiện tại là tình huống gì sao? Không biết tận lực tránh chạm mặt sao? Người không cố kỵ trực tiếp xông đến muốn làm gì? Không sợ sự tình lớn ra hả? Quản phương nghi, nha, ta không tức giận nữa, người đại nhân có đại lượng được không? ngươi, còn có ngươi, chỉ quản phương nghi, lại chỉ về vân cơ, như hữu đạo lại chỉ ra ngoài. Còn có hầu tử kia, ta rất kỳ quái, tại sao bên người ta tất cả đều là kỳ hoa như các ngươi vậy? Mỗi một người đều chán sống rồi, mỗi một người đều không sợ chết phải không? Vân cơ mắt lạnh nhìn qua, đừng chỉ bậy, ta không có chọc ngươi, hồng nương, đừng để ý tới hắn, ngày hôm nay ra hỏa này uống nhầm thuốc.